Vâng, chào các bạn. Hôm nay buổi tối thứ sáu cuối tuần và chúng ta lại tiếp tục live stream. Không biết giờ này các bạn đi chơi về chưa hoặc là các bạn bắt đầu ngủ chưa. Mình thì mới vừa đi ăn tối chung với các bạn về và ngày mai thì mình cũng có hai ngày cuối tuần từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối với cái lớp học tại B-Training, cái lớp về kỹ năng bán hàng, thành lập các kỹ năng bán hàng, các chiến lược bán hàng, xây dựng hệ thống bán hàng dành cho các bạn ra làm kinh doanh. Và hôm nay một cái chủ đề nó phải nói là nó rất là thú vị, đúng không các bạn? Chủ đề là 10 điều để giúp cho bạn hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái điều mà gần như là ai cũng đi tìm kiếm. Khi mà ai mà chúng ta đã ý thức ra được trong cuộc sống, trong xã hội này rồi thì chúng ta đi tìm kiếm cái con đường để làm sao mà chúng ta hạnh phúc. Và tại sao cái chủ đề hạnh phúc nó quan trọng? Bởi vì nếu mà chúng ta thành công mà chúng ta không hạnh phúc thì chúng ta đã có vấn đề. Và nếu mà chúng ta hạnh phúc thì chúng ta rất là dễ thành công. Và đó là lý do mà mình chia sẻ các bạn cái chủ đề tối hôm nay. Và rất là vui tối hôm nay các bạn, buổi tối cuối tuần, và các bạn cũng dành thời gian lên cùng nhau chúng ta online trên cái live stream này. Và để cái live stream này nó được diễn ra được tốt hơn thì trước tiên các bạn phải gì ạ? Các bạn phải chuẩn bị cái quyển tập. Các bạn nào thường xem live stream của mình thì các bạn đã biết rồi, chúng ta chuẩn bị cái quyển tập và cái cây viết để chúng ta nốt lại. Bạn nào mà đang ngồi ở vị trí nào đó chưa có tập viết đó, thì khi mà mình nói cái gì đó thì các bạn comment lên cái live stream này luôn để các bạn nhớ. Để sau khi xem live stream xong các bạn xem lại để các bạn nhớ. Cái con người của chúng ta là chúng ta tưởng rằng cái gì chúng ta cũng nhớ, rồi chúng ta cứ để ở đâu đó rồi tự nhiên chúng ta quên đi mà chúng ta không nốt lại. Bí mật của những người thành công và những người thiên tài là họ làm mọi thứ họ luôn nốt lại. Và cái bước tiếp theo thì các bạn cũng các bạn cũng chia sẻ cái live stream này đến cho nhiều người. Ai xem live stream này thì cũng phải chia sẻ. Mình thì dành thời gian ra mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn bấm vào cái nút chia sẻ cái live stream này để các bạn đưa cái live stream này đến cho nhiều người, để nhiều người cùng nhau biết cái live stream này. Và bây giờ là chúng ta chào nhau, cái thủ tục là chúng ta chào nhau. Ok chưa? Chúng ta chào nhau. Các bạn nào ở tất cả các vùng miền nào thì các bạn chào nhau đi. Đúng ra là tối hôm nay mình còn nghêu ngao, mình còn ngồi ăn với một số bạn. Tối hôm nay mình ngồi ăn với bạn Thiện, màn cửa Akana, bạn Trinh bên công ty Makiwi, bạn Thảo với bạn Trâm bên trà sữa Coco, ok, và bạn Sang bên spa Sally, ok, và cả gia đình mình và gia đình của các bạn ăn tối với nhau, nói chuyện rất là thú vị. Tuy nhiên mình nhìn đồng hồ là mình thấy ồ, gần đến giờ rồi, và mình đã hứa các bạn tối nay mình chia sẻ chủ đề này là phải tranh thủ chạy về liền để chúng ta cùng nhau online này. Thì mỗi người chúng ta cùng đóng góp một chút xíu để cái live stream của chúng ta nó lan tỏa ra. Và các bạn giới thiệu về các bạn đi. Bước 1 là các bạn giới thiệu họ tên các bạn là gì, lên cái comment luôn. Bước 2 là các bạn giới thiệu là các bạn hiện tại các bạn kinh doanh lĩnh vực gì. Bạn nào chưa kinh doanh thì nói là chúng ta chưa kinh doanh. Bước thứ 3 là các bạn giới thiệu là các bạn đang ở tỉnh thành nào, khu vực nào, để mọi người chúng ta cùng nhau biết, cùng nhau kết nối, là xem live stream mà chúng ta làm quen luôn. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng như thế nào cũng kết bạn với mình, chia sẻ cái live stream này về, inbox vào cái inbox của mình để sau cái live stream này thì mình như thế nào mình sẽ kết bạn với các bạn. Và cái chủ đề hôm nay nó rất là tuyệt vời nên các bạn cũng mời bạn bè và người thân của mình để xem, và chúng ta live stream chúng ta tăng lên 100 người thì bắt đầu mình chia sẻ cái bài học rất là tuyệt vời này. Vậy thì bây giờ mỗi người chúng ta chia sẻ một chút xíu, mỗi người chúng ta mời một ít người bạn của mình, chúng ta bấm chia sẻ vào trong cái group. Bây giờ mình xem trên cái máy laptop của mình thì mình xem thử bao nhiêu bạn chia sẻ rồi. Ok, được 29 lượt chia sẻ rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta bấm vào chúng ta chia sẻ đi để cái lượng nó tăng lên. Bây giờ 40 gần 50 người rồi, còn có khoảng 50 người nữa thôi các bạn ơi. Và cái chủ đề này nó đi từ cái chủ đề hôm trước. Cái chủ đề hôm trước thì mình chia sẻ về cái chủ đề là hoài nghi, đúng không ạ? Thường thường là chúng ta hay hoài nghi vào chính cái bản thân mình. Chúng ta hay hoài nghi vào chính cái con người của mình.
Và nếu ai đó mà có cái tính hoài nghi thì sao ạ? Chúng ta tự hủy hoại. Dù chúng ta có kiến thức, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có giỏi như thế nào nữa, thì chúng ta mà hoài nghi vào chính bản thân mình thì chúng ta cũng tự hủy hoại. Và chúng ta hủy hoại cái kết quả của việc hoài nghi vào chính bản thân mình là các bạn bắt đầu đi hoài nghi người khác. Các bạn tự kể câu chuyện là người này như thế này, người kia như thế kia, và các bạn bắt đầu phá vỡ các mối quan hệ. Và sau khi chia sẻ cái live stream vừa rồi thì cuối buổi mình sẽ nói rằng là để thành công trong cuộc sống này chúng ta cần phải có cái hạnh phúc. Với bởi hạnh phúc nó chính là cái cảm giác. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà nó đến, mà hạnh phúc nó chính là cảm giác. Hạnh phúc cái mà các bạn kiểm soát được, và hạnh phúc cái mà nó đến từ phía bên trong của các bạn. Và ai cũng mong muốn đi tìm kiếm cái hạnh phúc hết. Tuy nhiên cái cách nào để chúng ta hạnh phúc thì chúng ta luôn luôn thiếu. Và chính vì yếu tố đó, tối hôm nay mình có cái chủ đề này. Mình góp phần giúp cho các bạn biết được những cái cách, những cái nguyên lý để chúng ta có được hạnh phúc trong cuộc sống. Và khi chúng ta có được hạnh phúc trong cuộc sống, đó là nguồn gốc để chúng ta thành công trong cuộc sống nó dễ hơn. Nguồn gốc để chúng ta thành công về mặt tài chính, thành công về tiền bạc. Các bạn thấy khi mà nói về thành công thì chúng ta có hai góc độ thành công. Thành công phía bên ngoài và thành công phía bên trong. Thành công phía bên ngoài là nó gồm gì ạ? Nhà cửa, tiền bạc, đất đai, nói chung là vật chất. Khi nói là thành công phía bên ngoài là chúng ta đụng cái gì là chúng ta sờ mó được, chúng ta rờ nắm được, và chúng ta có nhiều cái đó thì cái đó là người ta gọi là thành công cái phía bên ngoài. Và cái thành công ở phía bên trong đó là gì ạ? Là chúng ta không sờ mó nó được mà chúng ta chỉ cảm nhận thôi. Đó chính là hạnh phúc, đó chính là niềm vui, đó là cái sự bình an, đó là cái sự hài lòng, cái sự fulfillment. Nó nằm ở phía bên trong của chúng ta. Và cái bên ngoài kia là cái mà chúng ta rất là khổ cực để chúng ta có. Nhưng cái bên trong của chúng ta là chúng ta rất là dễ kiểm soát. Bởi vì nó là cảm xúc, nó là cảm nhận, nó là suy nghĩ. Nên mà khi chúng ta biết cách thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta control nó rất là dễ. Và bây giờ đã lên 60 người rồi. Các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta đã cùng nhau mỗi người góp một tay và chúng ta 60 người rồi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn kết bạn với mình, các bạn inbox với mình để chúng ta kết nhau làm quen luôn, thông qua Facebook để chúng ta làm quen nhau. Bạn nào mà đã biết mình rồi thì các bạn hãy xem livestream này và mời bạn bè vào. Ồ, bây giờ chúng ta được 66 người rồi. Ok chưa? Còn khoảng 30 mấy người là chúng ta sẽ được 100 người thôi. Nên là mình nói là hãy tạo cho chúng ta có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, cuộc sống rất là tuyệt vời. Và khi mà chúng ta có được hạnh phúc tràn đầy á, cái cuộc sống chúng ta tuyệt vời á, ok chưa, thì tự nhiên cuộc sống chúng ta nó vô cùng ý nghĩa. Chào bạn Thế Văn, chào bạn Quách Dầu ở Cà Mau, ở Bạc Liêu, chào bạn anh Phan, ok, lâu quá chưa gặp em. Và các bạn nào mới vừa lên thì chúng ta chào nhau đi. Ok, chào bạn Thoa ở ngoài, ai làm bên lĩnh vực viễn thông không ạ? Ok, bạn giới thiệu về mình chứ bạn đừng có hỏi. Bạn Thế Văn, bạn giới thiệu về mình để cho mọi người cùng biết. Và các bạn mời những người thân của mình đi cùng nhau vô tham gia cái live stream này đi để chúng ta tăng lên 100 người cho nó nhanh đi các bạn ơi. Chúng ta gần được 70 người rồi. Chào bạn Quốc Nguyễn, ok, chúng ta cùng nhau chào nhau và giới thiệu về mình. Các bạn đang kinh doanh ở lĩnh vực nào các bạn giới thiệu. Chào bạn Đoàn Tấn Bình, ok, bạn Tấn Bình bạn ở đâu? Chào bạn Kha Lê, ok, mình không biết các bạn ở đâu. Chào bạn khá tát, bạn Hồng Dơ rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Kiên Giang ở dưới Cần Thơ. Chào bạn Nguyễn Thị Bích Văn, ok, bạn Bích Văn giới thiệu về mình đi, bạn đang ở đâu? Chào bạn Phú Lê ở Bình Dương. Chào bạn Nhật Trăng, ok, các bạn rất là tuyệt vời. Chào bạn Đoàn Tấn Bình bạn ở quận 9, ok, giới thiệu chúng ta rõ ràng ra. Chào bạn Lê Xuân Vinh, ok, bạn Lê Xuân Vinh ở Bình Dương. Và bạn nào chưa chia sẻ livestream thì bấm chia sẻ livestream về nhà mà đi. Em làm bên kinh doanh internet, ok. Chào bạn Kiên Giang, ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Kha Lê ở Bình Tân, ok, các bạn rất là tuyệt vời. Chào tất cả các bạn và chúng ta cùng nhau kết nối với nhau. Chào bạn Trinh Nguyễn, ok, chào ở Bình Tân. Chào bạn Đặng Ngọc Thinh, ok, Thinh lâu quá chưa gặp em. Sắp tới có lớp bùng nổ doanh số năm 2018, nhớ đi học nha bạn Thình ơi. Ok, và chào bạn Giả Hồng Vũ, lâu quá rồi chưa gặp em. Chào bạn anh Phan, lúc này em kinh doanh bên
bên nha khoa như thế nào rồi? Ok, nghe nói nghe tình hình là nói là em làm ăn tốt lắm à? Ok chưa? Chào bạn Tuấn Thanh, em là Tuấn Khanh, em kinh doanh bất động sản nhưng thường không tập trung vào một vấn đề, thầy có giải thích gì cho em à? Ok, những người mà không tập trung thì những cái người mà không làm cái gì ra trò trống hết. Bởi vì sao à? Bởi vì chúng ta chỉ có kết quả khi chúng ta tập trung, và khi tập trung thì năng lượng của chúng ta nó mới tạo ra được cái kết quả, và khi tập trung thì cái đầu chúng ta nó mới thông thái, trí tuệ chúng ta nó mới phát huy. Còn những người không tập trung thì những người rất là lang bang, làm một việc chưa xong rồi làm nhiều việc. Ok chưa? Chào bạn Hồng Ngân, chào bạn Dầu Bạc Liêu. Ok, các bạn rất là tuyệt vời, và bây giờ chúng ta đã lên được 82 người rồi, rất là tuyệt vời. Và bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn chia sẻ livestream đi. Và bây giờ chúng ta có một phút quảng cáo, mình quảng cáo xong rồi thì bắt đầu mình chia sẻ cái livestream này các bạn ha. Ok, chia sẻ chủ đề tối hôm nay. Mình là hiện tại thì mình có những cái quyển sách này do mình viết. Thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn. Ok chưa? Các bạn tìm mua. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và quyển thứ ba là Beyond the Way. Cái quyển Beyond the Way là bán trên Amazon. Tại vì nó là phiên bản tiếng Anh. Quyển Vượt Biển Lớn và Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì nó bán ở Việt Nam và chuyên về giúp cho các bạn làm kinh doanh. Và mình cũng chuẩn bị ra một cái quyển tiếp là cái quyển kinh doanh trong công nghệ 4.0. Dĩ nhiên cái tiêu đề thì sẽ bật mí sau, mình viết thì xong rồi, bây giờ đang ở khâu biên tập lại thôi. Bạn nào mà muốn kinh doanh mà chưa biết con đường kinh doanh thì các bạn hãy mua những cái quyển sách này bằng cách các bạn inbox cho mình số điện thoại, và sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước này. Và ngày mai thì mình có 2 ngày cho cái lớp sale rich, là cái lớp giúp cho các bạn đang làm kinh doanh biết được những cái kỹ năng để bán hàng chưa đủ, các bạn xây dựng được các chiến lược và các quy trình bán hàng chưa đủ, các bạn có những cái công thức bán hàng và các bạn xây dựng được đội ngũ bán hàng cho doanh nghiệp của các bạn, và rất là tuyệt vời. Tối hôm nay mình dành cái thời gian này và các bạn cùng với mình cùng nhau chia sẻ cái live stream này, cùng nhau ở live stream này. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế là chúng ta hết quảng cáo rồi. Ok chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chủ đề chính. Vậy thì như hôm rồi, mình cam kết với các bạn là chúng ta trong cuộc sống, để chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải có hạnh phúc. Và hạnh phúc nó là một cái cảm nhận. Hạnh phúc không phải ai bình thường chúng ta cứ hay chờ rằng là ai đó mang hạnh phúc cho chúng ta. Đặc biệt là mấy chị em phụ nữ là cứ muốn chồng phải mang lại hạnh phúc cho mình, đối tác mang hạnh phúc cho mình. Ok chưa? Chúng ta cứ trông chờ ai đó mang lại hạnh phúc cho mình. Ok chưa? Tuy nhiên khi bên trong bạn không ok thì bên ngoài nó sẽ không ok. Khi bên trong bạn có vấn đề thì tất cả mọi thứ bên trong của bạn, mọi thứ bên ngoài của bạn, bạn nhìn đâu bạn cũng thấy có vấn đề. Ok, bạn Nhật Trăng, ok, bạn chưa nghe mình à, cái quyển kinh doanh 4.0 thì trong thời buổi công nghệ 4.0 thì mình mới viết xong thôi, còn đang biên tập nữa, rồi in ấn thiết kế, rồi xin giấy phép nữa. Mất khoảng 2 tháng nữa hoặc 3 tháng nữa nó mới ra ngoài thị trường được. Ok chưa? Ok, chào bạn Vào Hoàng Tuyền, rất là tuyệt vời. Chào anh Nguyễn Quốc Huy, hiệu trưởng của trường đại học trường cao đẳng công nghệ thông tin. Lâu quá mới gặp anh. Ok. Và mình lại quay lại cái chủ đề tiếp, nó là các bạn hình dung nè. Chúng ta cứ trông chờ vào ai đó mang lại hạnh phúc cho mình thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta không có kiểm soát được. Nhưng nếu mà chúng ta biết cách để chúng ta tạo hạnh phúc phía bên trong mình thì cái điều đó chúng ta luôn luôn kiểm soát được. Nên là khi bên trong chúng ta có vấn đề thì chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy có vấn đề. Mà khi bên trong chúng ta tuyệt vời thì chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta thấy nó tuyệt vời. Và nếu bên ngoài nó không tuyệt vời thì chúng ta biết cách để chúng ta tuyệt vời, chúng ta làm cho nó tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hạnh phúc nó chính là cái cảm giác của chúng ta, nó chính là cái cảm xúc của chúng ta. Vậy thì 10 điều giúp cho bạn hạnh phúc. Ok chưa? Hồi nãy giờ sao cũng vẫn chưa tăng lên được 100 người ta. Các bạn chia sẻ live stream này chứ. Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ cái live stream này đi à. Chia sẻ live stream về nhà của mình đi à. Ok. Rồi. Thứ nhất, điều thứ nhất làm cho chúng ta hạnh phúc các bạn ghi vào. Đó là mỗi ngày được thức dậy. Ok. Mỗi ngày được thức dậy. Ghi vô. Mỗi ngày được thức dậy. Các bạn biết khi chúng ta mỗi ngày chúng ta thức dậy đó là một đặc ân. Bởi vì nghĩa là chúng ta còn sống,
các bạn biết rằng là không dễ gì để chúng ta trở thành được cái con người ở trên đời này. Được làm người là một đặc ân, và mỗi ngày chúng ta thức dậy cũng là một đặc ân. Bởi vì mỗi ngày chúng ta thức dậy thì nghĩa là chúng ta còn sống, nghĩa là chúng ta còn cảm nhận thế giới này, chúng ta còn nhìn thấy mặt trời, chúng ta còn nhìn thấy những thứ xung quanh của chúng ta. Vậy thì tại sao mỗi ngày thức dậy chúng ta không hạnh phúc nhỉ? Mà tại sao mỗi ngày thức dậy chúng ta lại gì ạ? Lại bực mình. Cái điều đó là nó không hợp lý. Nó là mỗi ngày thức dậy là chúng ta phải tràn trề niềm vui và tràn trề niềm hy vọng. Cái giây phút mà bạn mở mắt ra mà bạn chạm tới những cái gì ở trên thế giới thật này thì các bạn thấy là cái giây phút đó rất là tuyệt vời. Và mình luôn nói với các bạn rằng một tiếng đồng hồ đầu tiên bắt đầu từ khi chúng ta thức dậy, cái cảm giác của bạn ngay cái giây phút đầu tiên đó, trong một tiếng đồng hồ, cái năng lượng bạn có, cái cảm xúc đó là nó đại diện cho cả một ngày đó. Mới thức dậy mà bạn bực mình thì cả một ngày đó bạn bực mình. Mới thức dậy mà bạn thấy mọi thứ xung quanh quá tuyệt vời thì một ngày đó bạn tuyệt vời. Và mới thức dậy bạn thấy wow, hôm nay là một ngày rất là hạnh phúc. Cảm giác nó hạnh phúc, nó sung sướng, và bạn cảm giác đó nó đi trong từng cái tế bào của mình. Bạn cười tươi thì tự nhiên cả một ngày đó con người bạn nó vô cùng tuyệt vời. Đó là cái năng lượng đầu của một ngày, nó là đại diện năng lượng cho cả một ngày đó. Bạn làm dùng chưa? Vậy thì để sáng chúng ta thức dậy rất là tuyệt vời thì chúng ta cần phải có cái giấc ngủ. Cái giấc ngủ nó phải sâu. Nếu chúng ta không có cái giấc ngủ sâu thì chúng ta sáng ngày chúng ta thức dậy giấc ngủ sâu, giấc ngủ chất lượng, chứ không phải là chúng ta ngủ nhiều. Ngủ nhiều, có những người họ ngủ tới 7-8 giờ sáng mà họ dậy họ vẫn cứ mệt. Cái vấn đề ở đây nó không phải là ngủ nhiều, mà chúng ta có những cái giấc ngủ vô cùng chất lượng. Cái giấc ngủ đó mình quá hạnh phúc gấp 1000 lần với những người mù, dù thức nhưng vẫn thấy những gì xung quanh toàn màu đen. Ok, bạn Long phát hiện biểu một cây rất là hay. Phải công nhận bạn Long chia sẻ cái câu đó quá hay bạn Long ơi. Và các bạn comment vô, các bạn nói là cảm ơn bạn Long, bạn Long chia sẻ cái câu đó nó hay quá. Em hay thiền trước khi ngủ. Ok, tuyệt vời. Nếu mà bạn thực hành thiền thì tuyệt vời nữa. Mình là lúc cách đây một năm hơn thì hầu như là ngày nào mình cũng thiền, mà gần đây thì mình ít thiền lại, bởi vì cái quỹ thời gian nó nhiều quá. Mình phải sáng dậy tập thể dục, rồi mình phải viết bài, rồi mình lại chở con đi học. Ok, những cái việc đó bắt đầu nó chiếm hết cái thời gian của mình. Và lâu lâu thì mình rảnh thì mình mở thiền thôi. Vâng, bạn Long có chia sẻ rất là tuyệt vời, các bạn nói là cảm ơn bạn Long. Ok chưa? Đúng rồi, chúng ta là người mù và họ vẫn cứ sống. Ok, những người khiếm thị họ vẫn cứ sống. Có rất là nhiều người họ rất là khó khăn hơn chúng ta nhiều, họ vẫn cứ sống. Tại sao chúng ta có hai tay hai chân và mình gặp đầy những người cứ rên rỉ than thở? Cách đây tối hôm qua mình gặp một bạn chạy bên xe ráp, bạn đô con bạn khỏe lắm, mà bạn cứ không tự tin là mình làm được. Ok, các bạn thấy có những người là không tự tin vào chính mình. Nên là cái cảm giác đó rất là tuyệt vời. Thì mình tin rằng cái cảm giác trong chính cái con người bạn, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày thức dậy, ok chưa, là các bạn phải có cảm giác nó rất là tuyệt vời. Bởi vì cái mỗi ngày chúng ta thức dậy là một món quà cho chính cái cuộc đời của mình, và bạn chính là món quà cho những người sống chung quanh bạn. Nên là đó là lý do mà chúng ta cần phải hạnh phúc, đó mà lý do chúng ta cần phải an vui, đó là lý do mà chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn ba mẹ chúng ta, cảm ơn vũ trụ, cảm ơn những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta có một ngày rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta còn sống trên đời này, chúng ta còn cảm nhận được điều gì xảy ra khi tối chúng ta ngủ dậy. Chúng ta không còn biết ai trên đời này nữa, chúng ta nhắm mắt và chúng ta ra đi mãi mãi. Nó làm mà nói là các bạn đừng có ngủ nhiều, mà các bạn hãy thức nhiều hơn. Bởi vì trong suốt 80 năm chúng ta sống thì hết 1/3 là chúng ta ngủ rồi. Và cái thời gian chúng ta thức không có nhiều. Sau này các bạn đi ngủ mãi mãi, sống hết 80 tuổi 90 tuổi rồi là các bạn đi ngủ mãi mãi. Nên là chúng ta hãy ít ngủ lại, ngủ ít nhưng mà nó chất lượng, để chúng ta khám phá cái thế giới này, khám phá những gì xung quanh của chúng ta. Bởi vì đó là một cái đặc ăn mà
ông trời vũ trụ đã ban cho chúng ta, và chỉ có người của chúng ta nó mới có được, các loài vật khác không có được. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Ok, nếu mà bạn này nào thấy rằng là cái nội dung số 1 này nó rất là tuyệt vời thì các bạn comment vô và các bạn nói là điều này nó rất là tuyệt vời, để chúng ta cùng nhau gì à, cùng nhau năng lượng lên để cho nó tuyệt vời lên. Ok chưa? Và các bạn đã chia sẻ cái livestream này về nhà của các bạn chưa? Bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ đi. Ok chưa? Và các bạn comment vào, vừa nghe và vừa comment để cho nó tuyệt vời. Chào bạn bạn Luyện, Lê Hữu Luyện. Chào bạn Sơn Minh. Ok, bạn Sơn Minh bạn rất là năng lượng. Chào bạn Giáp Băng Tiên ở Túc Ngoài Hà Nội, bạn vẫn rất là nhiệt tình. Chào bạn Thảo Nguyễn. Ok chưa? Chào bạn Thuận Dương. Ok, các bạn rất là tuyệt vời. Và mình kiểm tra trên trang Facebook của mình thì đã được 66 lượt chia sẻ rồi. Ok chưa? Và các bạn nào chưa chia sẻ, bạn Giáp Văn Tiên, bạn chia sẻ chưa? Chưa chia sẻ thì các bạn hãy chia sẻ đi. Và bạn nào chưa giới thiệu về mình thì các bạn cũng phải giới thiệu về mình đi. Giới thiệu lên trên trang Facebook này, quảng cáo cái việc kinh doanh của bạn vô đây luôn, nên đừng có ngại. Chào bạn Tôn Văn Phước, em chào thầy, cảm ơn. Ok. Chào bạn Mỹ, mỗi ngày được thức dậy. Ok, đúng rồi. Và bước số 2. Ok chưa? Đoàn Tú Khanh. Chào bạn Đoàn Tú Khanh, chào chị Thúy Diễm. Ok. Chào bạn Tiến. Ok. Và các bạn hãy chia sẻ cái livestream này, nhớ chia sẻ cái livestream này, vâng. Và điều thứ hai đó là tình yêu. Ok chưa? Hồi nãy mình nói rồi, chúng ta thành công nó có hai cái: thành công phía bên ngoài là vật chất, và thành công phía bên trong đó là những cái sự cảm nhận. Ok chưa? Vật chất là cái mà chúng ta sờ được, còn cái thành công phía bên trong là cái mà chúng ta cảm nhận thôi, chúng ta không có sờ được. Hạnh phúc là cái bên trong, nên mình đang nói những cái bên trong. Và tiếp theo, ok chưa? Cái thứ hai đó là chúng ta cần phải có gì à? Có cho mình một cái tình yêu. Các bạn biết là hai cái từ mà nó rất là tuyệt vời trong cuộc đời này đó là từ gì ạ? Từ thank you, cái từ cảm ơn. Và cái từ love, đó là cái từ yêu thương. Hoặc là nói một cái từ thứ ba nữa, đó là từ gì? Lòng biết ơn. Cái từ cảm ơn mà cao cấp hơn đó được gọi là từ lòng biết ơn. Nôm na là mình gọi ba từ đi. Từ thứ nhất là từ lòng biết ơn. Nó hoàn toàn là cảm nhận nha. Lòng biết ơn. Cái từ thứ hai là cảm ơn. Cảm ơn thì nó nhẹ hơn, lòng biết ơn thì nó sâu hơn. Và cái từ thứ ba đó là love, đó là yêu thương. Và các bạn chỉ cần thực hiện những điều này mỗi ngày thôi là các bạn thấy các bạn rất là tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. Mỗi ngày chúng ta thức dậy với một cái tấm lòng chúng ta rất là yêu thương. Tức là thứ nhất là chúng ta yêu thương ai? Chúng ta phải yêu thương chính mình. Nhiều người cũng yêu thương mà suốt ngày cứ nói yêu thương, nhưng mà bạn không yêu thương chính mình thì bạn không thể yêu thương người khác được. Bạn nói bạn yêu thương người khác mà bạn không yêu thương chính mình, điều đó là điều vô lý. Nên là người nào biết yêu thương chính mình thì chúng ta mới có cơ hội để yêu thương người khác. Bạn hiểu chưa? Vậy thì bạn yêu thương chính mình là bằng cách gì? Bạn phải biết bảo vệ sức khỏe mình. Mình không biết bảo vệ sức khỏe mình mà mình nói mình yêu thương vợ con của mình, điều đó là vô lý. Các bạn thấy không? Ví dụ mình ví dụ thôi, một người mẹ họ rất là thương con, họ có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho con, điều đó là tốt. Nhưng nó có một cái gì đó bất vô lý là họ không quan tâm tới sức khỏe của mình mà họ một hai họ lo cho người khác, thì cái yêu thương đó nó luôn trống vắng và nó tạo cho người khác một cái món nợ. Như thế nào là món nợ? Tức là người mẹ yêu con và người mẹ hy sinh hết cho con, và khi đứa con nó lớn lên, chuyện gì? Khi đứa con nó lớn lên và nó thấy nó được tất cả, nó được mẹ yêu thương cả, nhưng mà mẹ hy sinh vì nó mà mẹ ốm yếu, thì đứa con nó cảm giác nó có lỗi. Các bạn hiểu không? Các bạn yêu thương cái kiểu đó là các bạn tạo ra cái món nợ cho người khác. Và người suốt đời còn lại người ta rất là rai rứt. Nên là để thực hiện lòng yêu thương tuyệt vời thì bước đầu tiên các bạn phải biết yêu thương chính mình. Bạn biết bảo vệ sức khỏe của mình thì nghĩ là bạn biết bảo vệ sức khỏe những người chung quanh mình. Người mẹ mà muốn đứa con hạnh phúc, người mẹ ví dụ đứa con đang khóc, đứa con đang khóc thì người mẹ phải là người đang nín và nói rằng con đừng có khóc nữa. Chứ không phải là người mẹ nói rằng là con nín đi mà mẹ lại đang khóc thì không bao giờ được. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nên là mình hay nói rằng là khi ta ok thì mọi thứ chung quanh chúng ta ok. Hoặc là mình nói một cái khái niệm khác là cái cách duy nhất để chúng ta giúp những người
đang còn nghèo là chúng ta không được nghèo. Bạn hình dung chưa? Cái cách duy nhất mà để chúng ta giúp những người khác thành công hơn là chúng ta bắt buộc chúng ta phải thành công. Cái cách duy nhất để chúng ta giúp cho những người nghèo là chúng ta phải giàu. Bởi vì bạn giàu, bạn giúp cho xã hội bớt đi một người nghèo. Cái bạn giàu có thì bạn có khả năng giúp được một người, hai người, ba người nữa. Nên là mình nói là cách duy nhất để chúng ta không giàu đó là chúng ta phải giàu. Cách duy nhất để chúng ta giúp được người nghèo là chúng ta bắt buộc chúng ta phải giàu. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Cách duy nhất để chúng ta có được cái sự yêu thương, nghĩa là chúng ta phải biết yêu thương chính ta. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu có, chúng ta mới có được năng lực để chúng ta yêu thương những người chung quanh. Chúng ta không yêu thương chính bản thân chúng ta mà suốt ngày chúng ta nói là chúng ta yêu thương người khác thì cái điều đó rất là vô lý. Ba mẹ không thể là hy sinh cho con cái, đó là yêu thương con cái mà hy sinh, thì cái điều đó nó như thế nào ? Điều đó nó mang lại gì ? Nó mang lại một cái sự gì ? Một cái sự gì các bạn không? Một cái sự đau thương cho cái người họ được lãnh cái đó. Nó là chúng ta hãy gì ? Hãy có một cái tình yêu. Tình yêu như thế nào ? Tình yêu đối với cuộc sống của chúng ta. Và con người chúng ta sống nên là được yêu. Bởi vì muốn được yêu thì chúng ta phải yêu bản thân chúng ta, và chúng ta tương tác với người chung quanh của chúng ta. Thì tự nhiên cái điểm cái yêu và được yêu đó nó làm cho cuộc sống chúng ta nó được hạnh phúc hơn. Chứ không phải là chúng ta ngồi đó chúng ta chờ người khác mang hạnh phúc đến cho mình. Anh phải mang hạnh phúc cho tôi. Điều đó là không thể. Nếu mà bên trong bạn bất ổn thì chả ai mang được. Bạn hiểu chưa? Mà bên trong bạn phải tràn đầy đã thì người ta không mang được hạnh phúc đến cho bạn. Bạn vẫn cảm nhận điều đó là hạnh phúc. Bạn hình dung chưa? Còn bạn đòi hỏi từ người khác mà mang cho bạn hạnh phúc thì mãi mãi bạn không bao giờ bạn hạnh phúc. Tại vì không ai mang đủ điều đó. Chỉ duy nhất bạn mới mang đủ. Bởi vì hạnh phúc tình yêu đó chính là sự cảm nhận. Bạn hình dung chưa? Đó chính là cảm nhận. Và chắc chắn rằng chúng ta không thể sống độc thân được. Chúng ta không thể sống đơn độc được. Những người nói là những cái hội độc thân rồi đó là nói là cho vui thôi, chứ độc thân làm sao mà. Độc thân nghĩa là chúng ta lên đảo hoang, chúng ta sống đi rồi chúng ta nói chúng ta độc thân. Những người độc thân là những người mà sống chung quanh rất là nhiều người và suốt ngày là độc thân. Thực sự là những người đó họ không thích độc thân. Rồi họ thành lập cái hội lên là cái hội độc thân. Cái chuyện đó rất là mắc cười. Chúng ta lên đảo hoang, chúng ta sống đi rồi chúng ta nói là chúng ta độc thân. Ok, rất là tuyệt vời. Còn sống giữa này mà cái đó là thành lập cái hội độc thân rồi nói là tôi sẽ sống độc thân, nghĩa là những người họ đang có một cái suy nghĩ là họ thiếu cái sự tương tác. Bạn hình dung chưa? Thực sự là những người đó họ đang thiếu gì? Họ đang thiếu cái thế giới bên trong, họ đang trống lỏng, họ đang thiếu cái sự yêu thương chính bản thân họ, và chắc chắn rằng họ thiếu cái sự yêu thương ở những người xung quanh. Bạn hình dung chưa? Nó là chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ để mà cuối cùng chúng ta phải mang cái cuộc sống chúng ta nó có chất lượng. Bởi vì chúng ta chỉ có 70, 80, cũng lắm 90 năm để chúng ta có mặt ở trên đời này. Đừng có để cái cuộc sống ta nó hủy hoại bởi những cái suy nghĩ nó như vậy. Ok, giờ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nó là con người chúng ta đều có nhu cầu được yêu thương, và chúng ta cần phải yêu thương người khác. Và thức dậy mỗi ngày chúng ta phải luôn tồn tại trong bản thân chúng ta, đó là yêu thương. Thực hành yêu thương nó rất là dễ. Bạn có thể là yêu thương chính bản thân mình, rồi xong bắt đầu bạn sử dụng yêu thương đó ra ngoài. Bạn yêu thương con cá, bạn thấy có con cá, bạn cần cho nó ăn, bạn yêu thương cái cảnh. Ok chưa? Tại sao những người mà họ giàu lòng yêu thương á, thì họ sống chung quanh họ, các bạn thấy chưa? Các bạn hình dung không? Các bạn vào cái chỗ nào mà có nhiều người họ là vào lòng yêu thương á, thì các bạn thấy họ nuôi con chó, cái con chó nó cũng rất là hiền. Bạn thấy không? Họ nuôi cái con cá, các bạn thấy cái con cá nó cũng hiền. Họ trồng những cái cây cảnh, các bạn thấy những cái cảnh nó lớn lên, nó xanh tươi và trong nó rất là tuyệt vời. Còn những người nào mà họ thiếu cái sự yêu thương mà họ hung dữ á, các bạn hiểu ra điều này chưa? Vào nhà đó thấy con chó nó cũng hung kinh khủng. Vào thấy cái cây cảnh nhà này nó cũng không có, nó có một cái gì đó, nó cũng lớn, nó cũng xanh, nhưng mà nó có một cái gì đó nó thiếu cái sự nó có một cái, nó chứa một cái nguồn năng lượng gì đó. Mà nó không có phải nhẹ nhàng như bên kia, các bạn hiểu chưa? Nó là mỗi ngày chúng ta phải thực hiện cái sự yêu thương. Nó là mình luôn nói với các bạn là mỗi ngày chúng ta phải tương tác, thực hiện cái sự yêu thương đó đối với ít nhất một vài người thân và ít nhất đối với một người lạ.
Ok chưa? Vậy là cái bài số 2 là bài nói về yêu, yêu thương. Và các bạn thấy là điều này tuyệt vời quá. Nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ tuyệt vời, các bạn comment vô, các bạn chia sẻ, mình nói là nó rất là tuyệt vời. Và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn như thế nào à? Các bạn kết bạn với mình, các bạn tương tác với mình, nhớ inbox vào Facebook của mình. Ok chưa? Để chúng ta quen biết nhau. Bạn nào mà mới lên thì các bạn nhớ giới thiệu về mình đi. Ok chưa? Giờ em mới hiểu sao con chó nhà bác em nó dữ quá. Ok chưa? Đúng rồi bạn Luyện ơi. Người nào họ thiếu tình yêu thương thì cái gì ở chúng anh họ nó cũng dữ đó. Bởi vì họ đang dữ, tại họ truyền cái năng lượng đó. Bạn nào mà chưa chia sẻ livestream này thì các bạn chia sẻ livestream này đi. Ok chưa? Khi mà bạn sống đặc biệt, mình ví dụ như các bạn mà vào những cái nơi chùa mà những cái người tu á, đặc biệt là những người tu á các bạn, những người tu hành á, tu chân chính á nha, mà nói là những người tu chân chính á, ok chưa? Kể cả bên đạo Phật hay bên đạo Thiên Chúa giáo đồ gì cũng vậy, những người tu chân chính á, chúng ta không có nói những người tu đội lốt, mà không có nói, thì các bạn thấy đi vào đó, các bạn thấy cái khung cảnh đó, các bạn thấy cái khung cảnh, cái không khí sống chung quanh họ nó rất là tuyệt vời. Hoặc là các bạn có nhớ cái cảm giác không? Cái cảm giác mà lúc mà bạn mới vừa đi ra khỏi cái kê chùa, tức là nơi đó các bạn nghe kênh, bạn thể hiện cái sự yêu thương. Các bạn nhớ cái cảm giác bạn mới vừa bước ra cái chùa không? Hoặc là bạn nhớ cái cảm giác mà cái lúc mà bạn mới vừa bước ra khỏi cái nhà thờ, bạn mới vừa đi lễ xong không? Cái cảm giác nó rất là tuyệt vời. Nó tuyệt vời lắm. Tại vì cái lúc đó, cái tấm lòng bạn nó rất là nhân hậu, các bạn yêu thương. Nên bạn rất là tuyệt vời. Các bạn hình dung ra điều này, cái con người bạn nó tuyệt vời lắm. Nó là mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy á, nếu mà bạn chịu khó, bạn dành khoảng 50 phút, bạn nghĩ đến cái sự yêu thương, cái lòng biết ơn, biết ơn những gì chúng ta đang có. Tại vì sao? Mình hay nói cái chữ lòng biết ơn. Bởi vì khi các bạn biết ơn á, là cái năng lượng yêu thương của bạn nó lên. Và mình nói về chút năng lượng một chút xíu, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ năng lượng cho này không? Các bạn nào mà muốn mình chia sẻ năng lượng thì các bạn comment vô. Thầy có năng lượng nên truyền năng lượng chung quanh cho mọi người. Ok, bạn nào mà muốn mình chia sẻ cái năng lượng rất là tuyệt vời này thì các bạn ghi vô. Ok chưa, các bạn ghi vô để mình chia sẻ cái điều này nó rất là tuyệt vời. Trong xã hội chúng ta thì chúng ta có bốn cái mức năng lượng các bạn ơi, chúng ta có bốn mức năng lượng chính. Năng lượng thứ nhất, năng lượng thấp nhất người ta gọi là năng lượng hỏa. Năng lượng hỏa, hỏa, cái chữ hỏa đó, tức là khi mà chúng ta mang cái năng lượng đó đó, chúng ta mà có cái năng lượng đó là chắc chắn là chúng ta mang họa cho người khác, và cũng có thể là chúng ta mang họa cho chính cái cuộc đời của chúng ta, và chúng ta mang họa cho những người xung quanh của chúng ta. Nên sau khi bạn biết mình chia sẻ cái điều này là các bạn đừng có giữ cái mức năng lượng này. Chào bạn Vũ Đức Trình, mới đi ăn tối với mình mà về lên xem livestream là các bạn rất là tuyệt vời. Chào bạn Hạt Vesana, tuyệt vời quá. Ok, nếu mà bạn lần đầu tiên biết mình thì bạn nhớ làm quen với mình nhé. Chào bạn Nguyễn Bác Cảnh. Ok, các bạn đang ở khu vực nào thì các bạn, vâng, bốn mức năng lượng. Năng lượng thứ nhất, mức năng lượng thứ nhất là mức năng lượng hỏa. Ok, tối nay chúng ta livestream tới 11 giờ lận các bạn ơi. Nên là các bạn phải ngồi học lấy tập đồ rất là nghiêm túc nha. Chúng ta hôm nay livestream tới 11 giờ lận. Ok chưa? Mức năng lượng đầu tiên người ta gọi là mức năng lượng hỏa. Hỏa. Và các bạn nào mà đang giữ cái mức năng lượng này là bạn sẽ mang cái họa đến cho cuộc đời mình và người khác. Vậy thì những cái từ khóa nào nó mang mức năng lượng họa? Từ khóa thứ nhất đó là từ gì? Tiêu cực. Bạn mà suy nghĩ tiêu cực, bạn ghi đi, họa, ha, cái chữ bên này nè. Hồi nãy mình quên lấy cái bảng ra rồi, các bạn vẽ một cái cột thẳng đứng xuống này. Rồi các bạn vẽ 1, 2, 3 thì nó có 4 ô đúng không? Ô 1, ô 2, ô 3, ô 4. Ô 1 ngoài đây là các bạn ghi chữ hỏa. Các bạn nào có viết các bạn ghi dưới mình đi, hỏa. Hồi nãy mình quên lấy cái bảng đó rồi, chúng ta mình ghi trên cái bảng đó bạn dễ hình dung. Hỏa. Thì khi nào các bạn phát ra năng lượng hỏa? Khi các bạn tiêu cực. Khi các bạn tiêu cực. Khi các bạn tiêu cực một cái á là như thế nào ạ? Cái con người của bạn nó mất đi những cái quyền năng, nó mất đi nhiều cái quyền năng lắm, và những cái rắc rối bắt đầu nó đến cuộc đời của các bạn. Tiêu cực là như thế nào? Bạn suy nghĩ tiêu cực, tức là bạn nhìn người khác bạn suy nghĩ rất là tiêu cực, bạn nhìn ở đâu bạn cũng tiêu cực hết. Điều đó nó mang cái họa đến cho cuộc đời của các bạn. Nên là chúng ta không có được tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, suy diễn tiêu cực. Bởi vì sao? Mình ví dụ đi, ví dụ nha, bây giờ mình ví dụ nha, để cho các bạn hình dung. Ví dụ như là mình thấy bạn Giáp Văn Tuyên ở trên này nè, và mình suy nghĩ tiêu cực về bạn Giáp Văn Tuyên. Mình ví dụ đi, mình mới nói như vậy này,
mà nhìn cái mặt ông cái ông tiên này tôi ghét ông kinh khủng. Nhìn cái mặt cái cách ông tiên này tôi ghét ông lắm. Các bạn thấy chưa, các bạn nói những ngôn từ tiêu cực thì nó như thế này: bạn ghét hay bạn không ghét ông tiên thì ông tiên ông vẫn là ông tiên. Bạn nhận ra điều này là chưa, nhưng mà trong con người bạn nó xuất phát là cái gì? Nó xuất phát là một cái năng lượng ghét. Vậy thì ai là người lãnh hậu quả trước? Bạn ghét ông tiên thì ông vẫn ăn cơm một ngày ba bữa nhưng mà trong con người bạn nó xuất hiện ra cái ghét. Vậy thì nó xuất ra cái năng lượng lượng đó, và khi mà bạn nói cái năng lượng đó mà bạn gặp cái gì bạn gặp cái ông tiên này, và ông tiên nhiều lúc mà ông nghe bạn nói vậy cái ông bụp cho bạn một cái, thì cái bạn thấy cái họa nó mang đến liền. Bạn hình dung cho nó là một điều là chúng ta không được tiêu cực. Chúng ta mà suy nghĩ tiêu cực là chúng ta nó như thế nào chúng ta tự rước họa vào thân liền. Ok, giờ nó là không được tiêu cực. Từ tiêu cực, từ thứ hai là từ gì? Phán xét. Chúng ta phán xét người đó, nói là tao không thích cái con nhỏ đó, nó lanh chanh, tao ghét nó kinh khủng. Hoặc là chúng ta phán xét cái ông đó, ông làm ăn như vậy, ông giàu chắc là ông giàu chắc là ông làm ăn gian dối rồi gì đó. Ok, các bạn hình dung chưa? Nó là khi chúng ta phán xét người khác á thì chúng ta cũng rất là tiêu cực. Chúng ta cứ nhìn cái góc độ xấu của người đó, chúng ta phát ra và thế là chúng ta phát ra cái nguồn năng lượng tiêu cực, và cái nguồn năng lượng tiêu cực đó nó mang cái họa đến cho cuộc đời của mình. Bạn hình dung ra điều này chưa? Bây giờ mình ví dụ như thế nào phán xét. Ví dụ như là sáng hôm đó bạn dậy, bạn đọc một cái tờ báo và bạn thấy rằng là tờ báo nó đưa tin là hôm đó trước một cái căn nhà đó có một cái bà mẹ gì đó bà bỏ đứa con mới sinh trước căn nhà của ai đó, mình ví dụ đi. Và thế là bạn đọc tờ báo đó, bắt đầu bạn ngồi bạn phải cái con nhỏ là mẹ này nó không có trái tim hay sao đó, nó lại ghét cái con nó mới đẻ ra mà nó như vậy cái con nhỏ đó, là cái đó là bạn phát xét. Bạn hình dung chưa? Bạn đâu có hiểu rằng biết đâu cái người mẹ đó họ cũng thương con hết, và cái lúc á mà họ để đứa con ở trước cái nhà đó là họ mong rằng đứa con đó gặp gia đình đó sẽ nuôi cho nó, chăm sóc cho nó sẽ lớn lên, nó trưởng thành tốt hơn là mẹ nó, bởi vì mẹ nó bây giờ rất là cực khổ, đang lo gì đang lo cho chính thân của mẹ nó còn chưa xong nữa, và họ sợ gì họ sợ cái người gì cái đứa con này nó theo mình nó sẽ cực khổ. Đáng lẽ chúng ta thương họ nhiều hơn, chúng ta phải thương cái người mẹ nó nhiều hơn, chúng ta phải tìm cách giúp đỡ người mẹ nó nhiều hơn, thì chúng ta lại ngồi chúng ta phán xét. Bạn hình dung không chưa? Nó mình nói là thay vì phán xét, mình nói với bạn này, thay vì phán xét thì chúng ta hãy như thế nào hãy nhìn đó và cảm ơn họ đã giúp cho chúng ta bài học. Nếu chúng ta rớt vào trường hợp như họ thì chúng ta như thế nào các bạn hình dung ra điều này chứ? Hãy cảm ơn họ, hãy cảm ơn câu chuyện đó, cảm ơn cái tình huống đó, họ đã dạy cho chúng ta một bài học làm người, và cái điều này nó vô cùng ý nghĩa. Nên chúng ta không được phán xét người khác, cái người phán xét là người rất là nguy hiểm, các bạn hình dung ra, và mình chơi dài mà người ta phán xét nguy hiểm lắm. Bởi vì sao nó phát ra cái nguồn năng lượng họa vậy là vừa rồi mà nó là tiêu cực này, phán xét này là phát ra năng lượng họa, hoặc là gì, hấp tấp vội vã. Ok, hấp tấp vội vã ghi vô, bạn nào mà đang hấp tấp vội vã là gì là bạn cũng phát ra được năng lượng họa. Bạn hấp tấp, bạn vội vã, bạn hoặc là bạn nóng tính, bạn mà nóng tính với ai đó là bạn phát ra năng lượng họa. Bạn hình dung chưa? Đặt mình vào hoàn cảnh của họ và nên thông cảm. Ok, bạn Hồng Trúc rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Kiên Giang không phán xét gì cả, nếu phán xét thì suy nghĩ mình sẽ bị hạn chế. Ok, bạn Kiên Giang rất là tuyệt vời. Ok, hấp tấp vội vã, đúng rồi. Chúng ta hấp tấp nè, chúng ta vội vã nè, làm cái gì cũng muốn nhanh này. Đó là chúng ta đang phát ra năng lượng họa. Bạn hình dung chưa? Chúng ta đang phát ra năng lượng họa. Các bạn thấy, một người họ chạy xe nhanh á, các bạn hình dung hành vi của một người họ chạy xe nhanh. Họ chạy xe rất là nhanh, các bạn thấy nguy hiểm các bạn thấy nó vô cùng nguy hiểm. Nó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì sao?
họ gây nguy hiểm cho chính họ và họ gây nguy hiểm cho những người xung quanh quanh họ. Họ đang phát ra một cái nguồn năng lượng họ, nên các bạn thấy những người nào đi nhanh là các bạn đừng có ấy họ, các bạn tránh đi, tránh đi, tránh nhanh đi, tại vì họ đang phát ra năng lượng họ, bạn ở gần là bạn bị vướng theo luôn á. Họ đang phát ra cái năng lượng họ nó rất là ghê gớm, nên là mình thấy những người nào mà danh hấp tấp á mình tránh ra, hoặc là những người nào mà nóng tính á mình cũng tránh ra, bởi vì sao, họ đang phát ra cái năng lượng họ các bạn ơi, nó không có tốt gì hết á. Và mình ở gần họ là mình bị vướng theo luôn á, ok chưa? Nó là ông nào mà nhanh nè, mà hấp tấp nè, mà vội vã nè, là nó họa hết, ok. Nó là chúng ta phải nhẹ nhàng, từ từ, bình tĩnh, phải bình tâm. Các bạn dùng ra điều này nè chưa? Chào bạn Nguyễn Khỏa, ok. Chắc Nguyễn Khỏa đúng không? Chắc là lần đầu tiên bạn biết đến mình, nhớ các bạn với mình nhé, nhớ các bạn với mình nhé. Bạn nào xem livestream này mà các bạn chưa chia sẻ về trang nhà bạn thì hãy chia sẻ ngay. Rồi cái nào nó phát ra năng lượng hỏa nữa, hồi nãy mà nói là hấp tấp nè, nóng nảy nè, ok, tiêu cực nè, phán xét nè, ok chưa? Toàn bộ những cái đó là như thế nào à? Năng lượng hỏa, ok chưa? Vậy thì làm sao để chúng ta thoát ra được cái năng lượng hỏa, ok chưa? Thì trên cái năng lượng hỏa, hồi nãy mình bắt các bạn mà vẽ cái đường thẳng đứng này đúng không, 1, 2, 3 đúng không, dưới cùng là năng lượng hỏa. Thì làm sao để chúng ta thoát ra được cái năng lượng hỏa, thì chúng ta cần phát ra cái năng lượng tiếp theo ở tầng số 2, đó là năng lượng phước các bạn, phước, cái từ phước nó mang cái phước. Vậy thì chúng ta phải, cái năng lượng phước là rất là tuyệt vời, nghĩa là chúng ta mỗi ngày chúng ta thức dậy chúng ta phải hạnh phúc, nghĩa là chúng ta đang phát ra năng lượng phước. Cái phước nó mang cái phước đến cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phát ra cái nguồn năng lượng gì chúng ta phải biết yêu thương một ai đó, chúng ta muốn giúp đỡ một ai đó, chúng ta muốn chia sẻ một cái gì cho ai đó, nghĩa là chúng ta đang phát ra nguồn năng lượng gì, nguồn năng lượng phước. Bạn hình dung chưa, năng lượng phước các bạn yêu thương một ai đó, các bạn thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tuyệt vời. Bạn giúp đỡ một ai đó, bạn thấy phía bên trong lòng bạn nó rất là tuyệt vời. Tại sao người ta hay đi làm phước là bằng như thế nào các bạn không? Người ta hay đi làm từ thiện đó, các người ta cho ai, người ta giúp đỡ ai. Khi mà các bạn đi cho ai, các bạn có cảm giác mà bạn cho người nào đó một cái gì đó, thì các bạn có phát hiện ra một cái vấn đề gì trong chính con người của bạn Ví dụ bạn cho người nào đó một cái khoản tiền hay là một cái áo, người ta không có áo mặc, các bạn cho người ta cái áo, thì các bạn có phát hiện ra điều gì phía bên trong cái con người của bạn cái con người của bạn nó như thế nào bạn cảm giác là bạn rất là vui, bạn rất là tràn đầy, bởi vì bạn được giúp đỡ ai đó. Không biết cái áo bạn người ta mặc có hữu ích hay không, đó là chuyện của người ta, nhưng mà trước tiên bạn đã nhận được rồi, bạn thấy bạn cảm rất là yêu thương, bạn cảm giác bạn từ bi hơn, bạn yêu thương hơn. Nghĩa là chúng ta phải có yêu thương, chúng ta phải biết cảm ơn. Khi chúng ta, các bạn biết cảm ơn mọi thứ xuất hiện trên cuộc đời mình, các bạn cũng phát ra cái phước. Sáng ngày bạn thức dậy, ok chưa, bạn cảm ơn mặt trời còn kia và chúng ta còn thấy ra được mặt trời, tự nhiên cái năng lượng phước nó tràn về các bạn. Và bạn nhìn cái cây và bạn thấy cái cây này nó rất là tuyệt vời, cái năng lượng phước nó về các bạn. Hoặc là bạn yêu thương, bạn yêu thương đứa con của mình, bạn yêu thương những gì chúng ta đang có, cái năng lượng phước nó về các bạn. Và nó như thế nào bạn cảm ơn, bạn có tỏ lòng biết ơn những người họ giúp cho cuộc đời của chúng ta, những người đóng góp cho cuộc đời của chúng ta thành công, thì chúng ta cái niềm năng lượng phước nó mang về cho chúng ta. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái điều này nó vô cùng ý nghĩa và nó vô cùng tuyệt vời. Nên đó là lý do mà chúng ta phải biết cảm ơn, và chúng ta luôn chia sẻ, nó là mình luôn nói mỗi ngày thức dậy bạn phải tìm ít nhất 1, 2, 3 người để bạn giúp cho họ một cái gì đó, bạn chia sẻ, bạn cứ bạn làm liên tục đi, nghĩa là bạn đang gieo những cái hạt rất là tuyệt vời, và cái điều tuyệt vời đó nó sẽ đến cuộc đời của các bạn. Bạn hình dung chưa, bạn phải thực hành nó mỗi ngày, bạn phải gieo thì chúng ta mới có để chúng ta gặt. Chúng ta không gieo, không chịu gieo thì chúng ta cứ như thế nào chúng ta đòi gặt thì làm sao mà nó có được. Chúng ta muốn gặt lúa thì bước đầu tiên chúng ta phải gieo lúa. Cái đó là quy luật của tự nhiên, mình đang nói quy luật của tự nhiên. Và tiền bạc cũng vậy. Tiền bạc nó nằm, cái tờ tiền giấy mà các bạn thấy là cái tờ ở thể vật chất. Tiền nó nằm, nó cũng tồn tại ở những cái thể khác. Khi mà bạn yêu thương người khác, nghĩa là tiền nó cũng biết yêu thương.
nghĩa là cái tiền nó nằm ở cái thể tinh thần. Khi mà bạn cảm giác rằng bạn có tiền là bạn rất là tuyệt vời, bạn cảm xúc rất là tuyệt vời, nghĩa là tiền của bạn nó nằm ở cái thể cảm xúc. Bạn hình dung chưa? Và người nào mà họ tràn đầy cái sự yêu thương bằng thể tinh thần, tràn đầy cái sự yêu thương bằng thể và thể cảm xúc, thì họ rất là dễ dàng để họ có tiền ở cái thể gì ạ? Thể vật chất. Bạn nhận ra điều này chưa? Tiền bạc nó tồn tại ở tất cả các thể. Và đó là lý do. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có cái tinh thần, cái phía bên trong của chúng ta nó tuyệt vời. Tiền bạc là vật chất, nó ở bên ngoài, thì chúng ta phải làm cái thể ở phía bên trong của chúng ta này, cái thể tinh thần, cái thể cảm xúc đó, nó rất là tuyệt vời. Thì tự nhiên cái thể bên ngoài nó mới xuất hiện. Các bạn thấy tuyệt vời mà. Nó là để chúng ta có được năng lượng phước thì chúng ta phải biết yêu thương, chúng ta phải giàu lòng nhân ái, chúng ta phải bình an mỗi ngày. Chúng ta phải có lòng biết ơn người khác, thì tự nhiên cái năng lượng phước nó về với chúng ta rất là nhiều. Và trên cái năng lượng phước đó là năng lượng đức. Trên năng lượng phước, các bạn thấy ở dưới cùng nào là họa, phước, đức. Đức thì khi nào các bạn có cái năng lượng đức này, những người đi tu là bắt đầu họ có cái năng lượng đức. Em lấy không em cho, anh lấy không em cho. Ok. Bạn Trương comment cái gì mình không hiểu luôn bạn Trương ơi. Ok chưa? Và bạn nào mà chưa chia sẻ livestream này thì các bạn chia sẻ đi, tranh thủ chia sẻ đi các bạn ơi. Và mình dành một phút để quảng cáo. Ok chưa? Bạn nào chưa biết thì các bạn cho mình dành một phút để quảng cáo. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là có cái trung tâm đào tạo vườn ươm doanh nhân B-Training, chuyên đào tạo cho các bạn làm chủ doanh nghiệp. Các bạn khắp mọi miền đất nước, các bạn biết mình tác giả của ba cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là Bì Dân Đầu Quay, đang bán trên Amazon. Và sắp tới mình ra cái quyển thứ tư, đó là cái kinh doanh ở thời đại công nghệ 4.0. Mình chuẩn bị ra cái quyển đó rồi. Ngày mai thì mình có 2 ngày cho cái lớp sell rich. Thế là mình đã hết một phút quảng cáo và bây giờ bắt đầu mình đi tiếp. Vậy thì năng lượng đức, để chúng ta có được năng lượng đức thì chúng ta phải gì chúng ta phải giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác. Khi các bạn giúp đỡ người khác thay đổi về vật chất, thay đổi về tinh thần, ok chưa? Thì và người ta được thay đổi thực tế luôn, thì bạn đã mang một cái đức mà người ta nói là một cái đức bằng 1.000 cái phước. Nghĩa là khi mà chúng ta đi làm từ thiện á, mình ví dụ một cái ví dụ để cho các bạn dễ nắm. Bạn nào mà hay la nhiều á, các bạn đừng có la nhiều các bạn. Em đã có đủ sách của thầy. Ok. Bạn nào mà la nhiều các bạn đừng có like nó chạy màn hình các bạn, nó chạy nó làm cho mọi người rất là xem, đặc biệt là các bạn nào mà đang xem điện thoại di động nhỏ, thay vì các bạn like thì các bạn comment. Chứ các bạn thả tim đó, nó ấy, nó làm màn hình đó, các bạn nào xem màn hình nhỏ họ khó xem lắm. Thay vì các bạn like thì các bạn comment thì nó tốt hơn. Các bạn comment ở dưới á, ok chưa? Thì chúng ta sẽ và nó như thế nào nó khi các bạn mình lại tới nè, khi các bạn làm từ thiện, mình ví dụ đi, khi các bạn làm từ thiện thì mẹ vợ em đang xem livestream của thầy, ok, cảm ơn bạn thiện rất là nhiều. Khi các bạn làm từ thiện nghĩa là bạn giúp cho ai đó về mặt vật chất thôi. Chào bạn Võ Quốc Tấn ở Tây Ninh. Bạn Tuấn ơi, sắp tới có cái lớp bùng nổ danh số á. Bạn Tuấn nhớ ngày 19 đến ngày 20 tháng 3, bạn Tuấn nên tham gia cái lớp này, nó rất là đặc biệt đối với bạn Tuấn. Bạn nào mà hay like á, thả tim á các bạn đừng có thả tim. Nó làm cho cái video đó có những bạn mà màn hình họ nhỏ họ không có xem được. Ok chưa? Các bạn thấy gì các bạn thả tim thì các bạn comment một cái gì đó. Thì nó phù hợp hơn. Ok chưa? Vâng. Và ví dụ như bạn làm từ thiện đi. Và khi các bạn làm từ thiện á thì các bạn như thế nào thì các bạn giúp ai đó thôi. Thì bạn thay đổi về mặt vật chất thôi. Bạn Thúy, em đừng có like. Các bạn đừng có like. Like cái màn hình nó thả tim nhiều quá, nó không có tốt.
chúng ta giúp người ta một chút xíu đó thôi thì chúng ta chỉ mang cái phước à. Nhưng mà nếu chúng ta giúp cho người đó họ không còn nghèo nữa, nghĩa là chúng ta giúp cho họ thay đổi cả cái cuộc sống vật chất luôn, và chúng ta ai đó cái cuộc sống họ không có hạnh phúc, họ rất là vướng rất là nhiều điều ở thế giới bên trong họ, và bạn giúp cho họ gì hạnh phúc luôn thì nó như thế nào bạn đã mang một cái gì một cái đức rất là lớn, lúc này là đức rồi chứ nó không còn là cái phước nữa. Bởi vì sao bạn giúp cho ai đó họ thay đổi cuộc đời của họ luôn, và bởi vì họ thay đổi cuộc đời của họ, họ dẫn đến họ thay đổi rất là nhiều người. Nó là người ta nói là một cái đức là 1.000 cái phước là vậy. Ví dụ một cái gia đình đó họ nghèo đó, và bạn chỉ cho họ cái cách để họ thành công và họ giàu có, và khi họ giàu có bạn Lê Quốc Dương thấy thầy rất là đẹp trai. Ok, cảm ơn bạn. Mình mà đẹp trai, mình thì mình không có đẹp trai đâu, mình được cái là mình làm, chứ còn bạn nói mình đẹp trai thì không đúng rồi. Ok, bạn gái nào mà cô gái nào mà khen mình đẹp trai thì mới đúng, chứ còn bạn khen mình đẹp trai thì nó không có đúng rồi. Con đã đọc hết 2 quyển sách của thầy. Ok, rất là tuyệt vời bạn Bảo Khang. Bữa nào thầy chia sẻ cách quản lý thời gian hiệu quả thầy nhé. Ok, bạn Thúy An chắc chắn rồi em. Vậy thì bây giờ mình tiếp tục đọc nè. Và như vậy thì nó như thế nào, chúng ta sẽ mang được cái đức, bởi vì họ thành công rồi thì họ giúp cho cuộc đời con họ nó sẽ thành công hơn, những người thân yêu của họ thành công hơn, thì chúng ta mang được cái đức nó rất là tuyệt vời. Ok chưa, mang được cái đức rất là tuyệt vời đó. Nên là chúng ta hãy cố gắng chúng ta tích lũy cái năng lượng đức, và người nào mà có năng lượng đức thì tự nhiên cuộc sống họ nó ý nghĩa lắm, nó tuyệt vời. Các bạn thấy cái cuộc sống họ nó rất là nhẹ nhàng, và các bạn thấy cuộc sống của họ không có gặp rắc rối gì đó, nó thanh bình, nó tuyệt vời lắm. Còn các bạn thấy mà người nào mà các bạn thấy có những con người cuộc đời họ đầy cái rắc rối, họ gặp gì cũng rắc rối, bởi vì cái năng lượng họa nó nhiều quá. Các bạn nhìn vô cái năng lượng họa của họ nó nhiều quá, và năng lượng trên cùng cao nhất là năng lượng đạo. Năng lượng đạo thì phần nhiều là phần lớn là những người họ tu hành. Họ tu ở một đẳng cấp rất là cao, bởi vì năng lượng đạo là năng lượng như thế nào Năng lượng đạo là năng lượng họ giúp cho người khác thay đổi được đời sống tâm linh. Các bạn hiểu chưa? Thay đổi được cái đời sống đời sau nữa, không phải vật chất và tinh thần, mà luôn cả đời sống tâm linh luôn. Thì những người đó họ gì? Họ mang năng lượng đạo rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Vậy thì hồi nãy giờ những gì mình chia sẻ, các bạn thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời không các bạn thấy tuyệt vời mà, nó là nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment vô, các bạn tuyệt vời, các bạn thấy là những điều này nó rất là hữu ích. Và hồi nãy giờ mình cũng chia sẻ liên tục luôn. Vậy thì các bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream này về thì các bạn hãy tranh thủ chia sẻ cái livestream này đi, bấm vào cái nút và chia sẻ cái livestream này. Trong thời gian mình uống nước cái đã, hồi nãy giờ mình nói liên tục mình chưa kịp uống nước. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bạn nào đó mà lần đầu tiên biết đến mình thì các bạn nhớ kết bạn với mình nha, nhớ inbox Facebook với mình để chúng ta nó như thế nào để chúng ta cùng nhau, để chúng ta thay đổi được cái chất lượng cuộc sống mình nó tốt hơn. Rất là tuyệt vời. Bố con cũng học lớp của thầy, bố con cũng nói về thầy nhiều. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Khang rất là nhiều. Em còn bé mới học lớp 6 thôi, nhưng mà đã có tư duy rất là đặc biệt rồi. Rất là tuyệt vời. Khi chúng ta là kinh doanh thì chúng ta sẽ dạy cho con chúng ta kinh doanh, đó là điều tất nhiên rồi. Khi chúng ta sống trong một cái gia đình rất là khá giả thì con chúng ta nó sẽ nghe được những cái kiến thức về kinh doanh rất là khá giả. Ok, khi chúng ta sống trong gia đình nghèo thì chúng ta sẽ nghe những cái câu chuyện về nợ nần, về ai đó đòi nợ của chúng ta, và cái điều đó nó ở trong đầu. Khi chúng ta sống trong một cái gia đình khá giả thì cái đứa con đó nó cũng được nghe những cái điều là nó nghe tiền bạc, tiền tỷ, tiền 10 tỷ, tiền 100 tỷ, nó nghe những cái hợp đồng rất là lớn, và nó nghe những cái phương pháp ăn rất là tuyệt vời. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và đó là lý do mà các bạn cần phải thay đổi cái chất lượng cuộc sống của mình. Ok, chào bạn Thảo Lê. Rất là tuyệt vời. Bạn Thảo Lê hồi nãy mới đi ăn với mình mà bây giờ là đã về xem livestream rồi. Rồi bây giờ mình ghi cái thứ ba là chúng ta phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi chúng ta có một cái cơ thể tốt, sức khỏe tốt thì tự nhiên chúng ta sẽ hạnh phúc. Cái bộ não của chúng ta nó hoạt động hiệu quả khi nó ở trong một cái cơ thể tràn đầy sức khỏe. Chào bạn Duy Công, em mới vào mà vẫn thấy hứng khởi quá thầy. Ok, rất là tuyệt vời. Bạn Duy Công là ở ngoài Phan Rang. Và bạn có kinh doanh rượu nho, và bạn cũng lên xem livestream này.
Và bạn lần đầu tiên bạn biết mình, bạn Yến Hoàng follow đó bạn ơi, chọn C-First, đúng rồi, ok. Bạn Yến Hoàng nói bạn Bá Cảnh á, ý là bạn Yến Hoàng nói bạn Bá Cảnh á, là bây giờ bạn hãy chọn cái nút follow, cái nút theo dõi đó, rồi bạn chọn cái nút xem trước, để cho đừng có chọn mặc định là tự nhiên nó còn hơn cả kết bạn nữa, đúng rồi. Chào bạn Trần Ngọc Diễm, kinh doanh phân ở Củ Chi, phân bón ở Củ Chi, lâu quá rồi chưa gặp em. Ngày 19 và 20 tháng 3 có cái lớp bùng nổ dân số rất là tuyệt vời. Bạn Ngọc Diễm được thì lên tham gia ha. Bạn Lê Đức Thắng ở Đồng Nai, lâu quá rồi cũng không gặp bạn, ok. Vâng, và bây giờ mình nói là cái điều thứ ba, chúng ta hãy biết giữ sức khỏe. Mình nói rồi, hạnh phúc đó là một cảm giác, và sức khỏe chúng ta tràn đầy thì chúng ta mới có cảm giác rất là tuyệt vời. Chào bạn Hùng Nguyễn, lần đầu tiên biết anh, rất hữu ích, ok. Cảm ơn bạn Hùng Nguyễn rất là nhiều, nhớ các bạn với mình nhé, bạn Hùng Nguyễn ơi. Chào bạn Ngọc Diễm, lâu quá rồi ở ngoài Củ Chi. Không biết là lúc này bạn còn tràn đầy năng lượng không, năng lượng bạn là việc cứ khí thế không. Cho gửi lời thăm ông xã của bạn nhé, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Bá Cảnh, ok. Các bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta ở trên livestream này chúng ta quen biết nhau, các bạn cũng rất là tuyệt vời. Các bạn cứ giới thiệu và các bạn kết nối với nhau nhé. Các bạn kinh doanh cái gì thì các bạn cũng giới thiệu lên, y như bạn Long đó, các bạn thấy không? Bạn Long á, bạn giới thiệu là bạn đang kinh doanh visa, cái xấu ở Hóc Môn, chúng ta giới thiệu lên hết để mọi người trên khắp mọi miền đất nước này cùng nhau biết về bạn luôn sau khi xem cái livestream này. Bởi vì sau khi xem livestream này mà còn để trên Facebook nữa, và rất là nhiều người họ chia sẻ cái livestream này về nhà họ nữa, các bạn trong radio này là chưa, và nhiều người biết về nhau và chúng ta cùng nhau gieo hạt cho nhau, điều đó rất là tuyệt vời. Chúng ta cần phải có sức khỏe tốt. Nếu chúng ta không có sức khỏe tốt, ok chưa, thì chúng ta có muốn hạnh phúc cũng không có được. Nó là chúng ta mỗi ngày chúng ta phải bảo vệ sức khỏe của mình, và chúng ta phải đảm bảo ra rằng cái cơ thể của chúng ta, cái bộ nó óc của chôn chúng ta, cái bộ não của chúng ta, cái trí tuệ ta, nó phải nằm ở trong một cái cơ thể rất là cường tráng, chứ nó không thể nằm trong một cái cơ thể mà như thế nào mà eo uột được. Bạn hình dung chưa, nó là các bạn thấy không mình năm nay mình 42-43 tuổi và mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bởi vì ngày nào mình cũng tập thể dục và mình không có bụng đâu, ok chưa, mình không có bụng đâu các bạn thấy không mình không có bụng, cái bụng mình nó ok chưa, cái bụng mình nó xung đột ok chưa. Còn thức dậy mà ngáp của người nó mệt mỏi rồi này, ok các bạn thấy chưa, thì chúng ta không có năng lượng và thế là chúng ta không thể hạnh phúc được. Các bạn hình dung ra như vậy, nó là chúng ta nuôi dưỡng cái cơ thể của mình, ok, chúng ta nuôi dưỡng cái cơ thể của mình là cái cách mà chúng ta để đạt được hạnh phúc mỗi ngày. Và điều kiện một tuần mỗi ngày các bạn phải tập thể dục buổi sáng 30 phút thôi, đừng có tập quá sức, tập thể dục không được tập quá sức, 30 phút thôi mỗi một tuần. Chúng ta phải đảm bảo chúng ta có 150 phút chúng ta tập thể dục, đã phải đảm bảo, các bạn phải tuân thủ cái việc đó, các bạn không tuân thủ việc này thì không được đâu. Vậy em cảm ơn thầy, em sẽ sắp xếp sớm gặp lại thầy ở lớp học sắp tới, ok. Bạn Diễm lâu quá rồi em không đi học, em là người rất là tuyệt vời, rất là chịu khó, nhưng mà mình không đi học á, mình không mài dũa lại cái trí tuệ của mình á, bạn Diễm, mà nên là tự nhiên chúng ta làm riết cái chúng ta bị lụt đi. Nên là bạn cần phải mà dũa một cái lớp mà mình thấy rất là thích hợp với bạn Diễm trong cái đợt này, đó là lớp là bùng nổ doanh số năm 2018. Đây là cái lớp rất là đặc biệt, em vào tham gia cái lớp này bạn Diễm là bạn sẽ có được cái công thức, và cái công thức này hàng năm luôn, cứ sau khi mà tổng kết năm và đầu năm là bạn cứ lấy đúng cái công thức này và bạn ra bạn như thế nào bạn cùng với đội ngũ của mình lấy cái công thức này để lập ra một cái mục tiêu cho một cái năm mới. Và cái lớp này là nó chia sẻ vào đầu năm để mục tiêu là giúp cho các bạn có được cái kiến thức đó. Nếu mà bạn Diễm, chúng ta học vào ngày thứ hai và ngày thứ ba chứ không phải là thứ bảy và chủ nhật, bạn Diễm vào ngày thứ hai thứ ba, và rất là nhiều bạn đã đăng ký tham gia, hiện tại là đã hơn 50 bạn rồi, rất là tuyệt vời. Chào bạn Tiến Sao Mai ở Đà Lạt, bạn comment đi bạn chia sẻ đi ok. Và tiếp tục chúng ta phải biết sử dụng sức khỏe của mình, phải có sức khỏe và luyện sức khỏe mình mỗi ngày chúng ta phải tập thể dục. Chào bạn Lê Trung Cang, lâu quá rồi mới gặp bạn, chúng ta phải mỗi ngày, em với vợ em đăng ký được không thầy, rất là tuyệt vời. Bạn Hiền, ngày mai liên hệ với bạn Diễm và đặt liền
tháng trước em chạy 1,5 km là đuối rồi, giờ em chạy 3 km mà không thấy mệt lắm. Ok, ok, rất là tuyệt vời. Phải 3 km, trời ơi, chạy cứ 1,5 km mà đuối. Ok, bạn liền thua Bambi của nhà mình nữa. Bambi nhà mình chạy với mình là 1,5 km là Bambi chạy có vèo là xong liền bạn. Bạn Luyện ơi, Bambi mình mới có 5 tuổi thôi đó mà chạy có vèo là xong liền bạn Luyện ơi. Ok chưa? Điều thứ tư là chúng ta phải có mục tiêu. Nếu sáng ngày mà chúng ta thức dậy mà chúng ta không có mục tiêu thì chúng ta dăng ra khỏi cái mục tiêu của mình. Và khi các bạn dăng ra khỏi mục tiêu của mình thì các bạn nó như thế nào à? Các bạn sẽ không có mục tiêu, và ai mà không có mục tiêu thì chúng ta không thể hạnh phúc được. Cái đây là điều chắc chắn. Nên là chúng ta như thế nào à? Chúng ta cần phải có mục tiêu. Ok chưa? Nếu mà chúng ta thiếu mục tiêu thì chúng ta không thể hạnh phúc được. Nên là mỗi ngày chúng ta đều có mục tiêu. Chúng ta phải có những cái mục tiêu này. Mục tiêu thứ nhất là mục tiêu ngắn hạn, là mục tiêu theo ngày, mục tiêu theo tuần và mục tiêu theo tháng. Đó gọi là mục tiêu ngắn hạn. Nghĩa là ngày hôm nay bạn có những cái mục tiêu gì, thức dậy là phải rõ ràng cái mục tiêu đó. Tuần hôm nay chúng ta có những cái mục tiêu gì, tháng này chúng ta phải đạt được những cái mục tiêu gì. Nghĩa là mục tiêu ngắn hạn chúng ta phải có. Xong đó chúng ta có mục tiêu trung hạn, đó là 3 tháng nữa chúng ta phải đạt được mục tiêu gì, 6 tháng nữa chúng ta đạt mục tiêu gì, 9 tháng nữa, 1 năm, 2 năm nữa chúng ta đạt được mục tiêu gì. Phải luôn có mục tiêu rất là rõ ràng, mình lúc nào cũng có mục tiêu hết. Và một bí mật là không được mỗi ngày, không được đặt mục tiêu quá nhiều trong một lúc. Mỗi ngày khoảng 2-3 mục tiêu là tuyệt vời, vời rồi. Những người nào mà kham khố mà muốn có nhiều mục tiêu thì các bạn cũng như thế nào à? Các bạn cũng không thể hạnh phúc được vì các bạn không thực hiện hết. Nên là đâm ra bạn bị áp lực và bạn mệt lắm. Nó là hãy đặt mục tiêu ít và thực hiện từng chút một, và phải biết chia nhỏ mục tiêu ra để chúng ta dễ đạt. Và khi chúng ta dễ đạt thì chúng ta oh yeah, phải đi chúc mừng của mình, phải ăn mừng cái thành công của mình mà đạt được mục tiêu nhỏ. Ví dụ tại sao Bambi của mình bé chạy được 1,5-2 km rất là ngọt, bé mới có 5 tuổi 2 tháng thôi. Tại sao nó như vậy? Bởi vì mình đặt mục tiêu của bé là bé chạy theo cái vòng và chạy được nửa vòng, là mình nói là ô con đã chạy được nửa vòng rồi. Nửa vòng là tương đương nửa km đó các bạn. Và mình ê, chúc mừng con đã chạy được nửa vòng rồi. Rồi xong chạy một vòng ô là đánh yeah, chúng mình con đã chạy được một vòng rồi. Các bạn hình dung chưa? Thì tự nhiên bé thấy còn 500 m còn lại nữa, nó rất là dễ dàng đối với bé. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta chia nhỏ mục tiêu và chúng ta từng bước gì à? Chúng ta thực hiện được cái mục tiêu đó. Thì nó rất là dễ dàng. Các bạn hình dung chưa? Nó là mỗi ngày để chúng ta đạt được hạnh phúc thì điều thứ tư, mỗi ngày chúng ta thức dậy chúng ta đều có mục tiêu. Chúng ta có mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu theo ngày, mục tiêu theo tuần, mục tiêu theo tháng. Chúng ta có mục tiêu trung hạn, đó là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, và sau đó chúng ta có mục tiêu dài hạn. Ok chưa? Bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi, bấm vào nút chia sẻ đi và chia sẻ live stream này. Cho tới giờ mình theo dõi trên mình là mình thấy được 150 lượt chia sẻ, 156 lượt chia sẻ, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì hãy comment xuống làm bạn với mình, nhớ kết bạn với mình nha các bạn. Nhớ các bạn với mình. Và chúng ta lại tiếp tục, nó là chúng ta cần phải tập trung vào mục tiêu của mình. Ok chưa? Nếu mà chúng ta không có mục tiêu thì chúng ta thức dậy mỗi ngày chúng ta sẽ không có ý nghĩa, và nếu không có ý nghĩa thì chúng ta sẽ rất là khó đạt được hạnh phúc, đạt được sự bình an, đạt niềm vui được. Chính vì đạt được mục tiêu và đeo bám mục tiêu và giữ vững mục tiêu, nó giúp cho con người chúng ta nó năng lượng và nó vui hơn. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời thì các bạn comment xuống, bạn thấy điều này rất là tuyệt vời. Điều thứ năm là các bạn ghi vào, nghĩa là chúng ta phải biết xây tổ ấm cho mình. Chúng ta phải có cho mình một cái tổ ấm, nghĩa là chúng ta cần phải có một cái chỗ nghỉ, chỗ ăn ở nó rất là đàng hoàng. Nếu mà các bạn không có cho mình một cái tổ ấm thì các bạn cũng không thể hạnh phúc được. Nó là chúng ta phải tập trung mục tiêu để chúng ta xây dựng cho mình được một cái tổ ấm. Nếu mà chúng ta ở nhà trọ và cái nơi đó nó không phải là một cái không gian tổ ấm của mình thì chúng ta rất khó để mà hạnh phúc. Chào bạn Hình Tuấn. Ok,
rất là vui làm quen với bạn. Nếu mà bạn lần đầu tiên biết mình thì bạn nhớ làm bạn với mình nhé. Các bạn nhớ là bạn với mình, kết bạn với mình đi. Ok chưa? Comment xuống để chúng ta biết nhau rồi sau đó chúng ta kết bạn với mình. Thứ sáu, chúc bạn ngày thứ sáu tràn đầy niềm vui. Ok, chào bạn Võ Thương, chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Chào bạn Võ Thương rất là nhiều. Chúng ta phải đảm bảo xây dựng tổ ấm của mình. Nếu chúng ta không có một cái tổ ấm an toàn, không có một tổ ấm ấm cúng, không có một cái tổ ấm nó đơn giản, nó không có gì ghê gớm, nó không, nếu bạn không có một cái căn nhà riêng thì bạn cũng có một cái căn phòng riêng mà nơi đó bạn được thỏa thích. Thỏa thích gì ạ? Thỏa thích những cái gì mình muốn. Mình muốn nằm theo kiểu nào mình nằm, mình muốn trang trí theo kiểu gì mình trang trí, mình muốn làm gì làm, đừng có ai can thiệp vào mình hết. Thì cái đó cũng gọi là tổ ấm. Tức là bạn muốn có một cái không gian nó rất là thoải mái. Tức là ai cũng có một cái thế giới riêng, kể cả vợ bạn cũng không có được can thiệp vào, con cái bạn cũng không có can thiệp vào, bởi vì bạn muốn có một cái riêng cho mình. Để điều đó nó làm cho bạn có cảm giác là mình có một cái gì đó riêng. Bạn hình dung chưa? Cái tổ ấm ở đây mà nói là ngoài cái tổ ấm cho gia đình thì nó như thế nào? Cũng có nghĩa là chúng ta cần có gì à? Cần có một cái tổ ấm gì à? Một cái không gian riêng tư riêng cho mình. Mình muốn làm cái gì mà làm, mình muốn chơi cái gì mình chơi, mình muốn trồng hoa cảnh, mình muốn thoải mái, thậm chí ngồi như người khùng khùng đi đi cũng được, không sao, miễn là nó là của mình. Thì tự nhiên có người bạn mới cảm giác bạn tràn đầy. Chào bạn Nguyễn Quang Dũng, chào anh, rất vui được làm xem video anh. Ok, bạn Dũng rất là tuyệt vời. Và chúng ta có cơ hội làm quen với nhau bạn Dũng ơi. Và nhớ gì ạ? Bạn nhớ inbox cho mình, nhớ các bạn với mình, nhớ làm quen mình. Sau cái livestream này thì mình sẽ inbox riêng cho bạn và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Bởi vì thông qua Facebook này, cảm ơn Facebook đúng không bạn ạ? Nhờ Facebook này mà chúng ta mới biết nhau đúng không bạn Dũng ơi? Nên là chúng ta hãy kết bạn với nhau, kết nối với nhau khắp mọi miền đất nước. Bạn Nguyễn Đăng Khoa. Ok, bạn Khoa lâu quá rồi chưa gặp bạn Khoa. Không biết là lúc này bạn kinh doanh như thế nào rồi. Bạn Khoa ok, rất là năng lượng, nhưng mà sau đó là không thấy bạn đâu nữa, cũng không thấy bạn comment trên Facebook của mình nữa. Bạn Khoa ơi, lâu quá rồi chưa gặp bạn. Ok, sau đó anh em mình inbox nhau. Ok, đúng rồi, bạn Dũng, chúng ta có duyên để chúng ta biết nhau. Và bây giờ chúng ta quay lại chủ đề. Cái tổ ấm để gì? Để nơi chúng ta về chúng ta thư giãn, chúng ta thư thái. Ok, chào bạn Nguyễn Liêm, có lẽ lần đầu tiên chúng ta biết nhau đúng không bạn Nguyễn Liêm, nhớ inbox làm quen với mình. Ok chưa? Năng lượng quá trời. Ok, chào bạn Đặng Quang Trí, phải, rất là năng lượng bạn Trí, nó rất là tuyệt vời. Biết em không anh Duy? Ok, không biết, để sau này rồi mới biết, bạn nói rõ về bạn đi, hoặc là mình xem rồi mình mới biết, chứ giờ đang trên livestream này làm sao mình biết được. Bạn hỏi mình dù có quen mình cũng không có biết được đâu. Ok chưa? Cũng không có biết được đâu, phải lên xem rồi mới biết. Ok chưa? Rồi chúng ta lại bắt đầu. Nơi đó chúng ta thoải mái, chúng ta được relax, chúng ta được nhà anh mà em ở gần nhà anh, mà nhà anh là nhà nào? Ok, bạn anh Quỳnh Anh, cháu chào chú. Ok, rất là tuyệt vời, áo đỏ đẹp này tay. Cái áo của mình trên này nha bạn Thủy, bạn Thủy. Ok, nên là chúng ta cần phải xây cho mình cái tổ ấm. Cái tổ ấm cho gia đình, nhưng mà sau đó là cái tổ ấm cho riêng chúng ta. Cái nơi mà chúng ta như thế nào ạ? Nơi mà chúng ta được gì ạ? Được thoải mái thực hiện những gì mình thích. Điều đó rất là tuyệt vời. Bạn Thu Phạm, ok, em gái của chị Liên Phương, em kinh doanh bên nước uống đóng chai, quán ăn nhỏ, rất vui được làm quen kinh nghiệm từ tại dưới. Ok, cảm ơn bạn Thu Phạm, rất là tuyệt vời. Và thứ sáu, ok chưa, thứ sáu là mọi thứ để chúng ta đạt được hạnh phúc thì mọi thứ chúng ta phải làm việc dựa theo cái năng lực và dựa theo cái năng lực và cái thế giới bên trong của mình. Chúng ta đừng có làm việc theo kiểu ôm đờm, chúng ta đừng có làm việc theo cái mà chúng ta không mạnh, chúng ta bắt chước, chúng ta đua đòi, và chúng ta không đạt được thì chúng ta cũng mệt lắm. Nó là cái điểm mạnh của mình, cái niềm vui bên trong của mình là làm gì thì mình được cống hiến toàn bộ cho cái việc đó, thì tự nhiên chúng ta nó như nào, chúng ta mới vui. Chứ còn không, chúng ta cứ đua đòi theo người khác thì chúng ta cũng không có hạnh phúc được. Và những cái điều đó nó làm cho chúng ta hụt hẳn, hoặc là nhiều việc quá ôm đồm, nó xoay như trong chóng,
mình chứng kiến nhiều bạn ra làm kinh doanh xong rồi bắt đầu ham hố, làm nhiều thứ quá, mà nhiều thứ mà nó phù hợp với năng lực của bạn thì mình không nói, nó không phù hợp và suốt ngày bạn quay như trong trống vậy thì cái cuộc sống nó không còn chất lượng nữa. Suốt ngày mình thấy sáng thức dậy làm cho tới 10 giờ đêm ngủ, rồi thức dậy và làm. Đi du lịch thì không thể đi du lịch được, dành cho người thân thì cũng không dành được. Thì cái điều đó các bạn thấy chưa, nó không ý nghĩa gì hết, nó hoàn toàn không ý nghĩa gì hết. Vậy chúng ta trên cuộc đời này nó làm gì? Cuối cùng của cuộc đời này là chúng ta cần phải có tổ ấm, chúng ta cần phải có sức khỏe, nó là phải làm, phải lượng sức mình thì chúng ta mới vui được và tập trung vào chính cái năng khiếu của mình. Ok chưa? Và cái điểm thứ thứ bảy, bây giờ mình đi nhanh một chút xíu. Cái điểm thứ bảy đó là cái điểm gì ạ? Đó là chúng ta phải luôn luôn tự thưởng cho mình. Tức là tự thưởng còn nghĩa là tự trả lại cho mình. Cái người nào mà không biết tự trả cho mình là người đó sau này rất dễ trách đời. Họ làm, đặc biệt là người phụ nữ, chị em phụ nữ hồi xưa hay bị cái này, cứ làm quằn quặt đi, cứ làm quằn quặt rồi bắt đầu làm quằn quặt rồi cái bắt đầu sau này bắt đầu ngồi trách. Hồi kia tôi hy sinh, tôi làm việc hết cho anh, tôi có nghĩ gì cho tôi đâu. Hoặc là sau này họ lớn lên họ nói hồi kia mẹ hy sinh cho con, mẹ có cái được gì đâu. Tức là những cái người á mà họ không tự thưởng cho họ đó, họ nghĩ cho người khác nhiều quá đó, là tất cả những người đó sau này họ trách đời. Bạn hình dung chưa? Và thế là họ giúp đỡ người khác nhưng mà họ lại không bao giờ họ vui đó. Bởi vì họ ăn hẳn gì là tại sao cái thời đó họ lại không được cái điều đáng lẽ họ xứng đáng được, nhưng mà tại sao họ không được? Bởi vì những người đó đơn giản họ thiếu đi cái việc tự thưởng cho mình. Họ không có biết tự thưởng cho mình, nên là hàng năm các bạn phải gì tự thưởng cho mình. Nếu mà bạn là người thích đi mua sắm thì bạn hãy tự thưởng cho mình những lúc đi mua sắm. Dĩ nhiên ở đây không phải là mua sắm hoang phí, mua sắm những gì đúng đắn. Nếu bạn là người thích đi du lịch, hàng năm chúng ta hãy lên kế hoạch và chúng ta đi du lịch. Cuộc đời của chúng ta sống đâu có nhiều. Nếu mà bạn là người thích giao du thì chúng ta lên kế hoạch chúng ta giao du. Nếu bạn là người thích ăn hải sản, mình là người thích ăn hải sản này nên là hàng tuần mình phải sắp xếp với gia đình của mình hoặc là cùng với các bạn được một bữa đi enjoy cái hải sản, ăn hải sản cho nó ngon. Mình là người thích đi nhà sách nên là cứ một tháng, hai tháng chúng ta lại dành thời gian để chúng ta đi nhà sách. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là chúng ta cần phải cân bằng điều kiện để tham gia khóa học thế nào thầy. Ok, bạn Huỳnh Văn Thanh, bạn cứ inbox số điện thoại cho mình, bạn nói là bạn muốn tham gia khóa học thì sẽ có bạn phụ trách gọi cho bạn. Mình có những cái lớp rất là đơn giản, bước đầu tiên bạn vô bạn học lớp miễn phí. Ok, không đóng một đồng nào đó, cứ tới giờ đi học thôi. Rồi sau đó học được, bạn thấy ok thì bạn học cái lớp nâng cao hơn. Lớp nâng cao cũng rất là rẻ, 500.000 một khóa. Rồi học xong rồi bạn muốn nữa thì bạn lên nâng cao nữa. Ok, nên là mình thiết kế cái lớp rất là đơn giản. Nên bước đầu tiên đừng nói to lớn đó, cứ tham gia vào cái lớp miễn phí thử đi. Ok chưa? Để cho nó dễ. Còn các bạn nào ở xa không tham gia được thì mua sách của mình đọc. Và hiện tại mình có những cái quyển sách đây. Dành một phút quảng cáo nha các bạn á. Mình có những cái quyển đây, một phút quảng cáo. Ok chưa? Đây. Một phút quảng cáo. Quyển này là quyển vượt biển lớn. Ok chưa? Cách đi lên của người khởi nghiệp từ Nam Xu. Cái quyển này là quyển mỗi ngày một chút thôi. Cái cách mình hướng dẫn các bạn các bí quyết trong cơ doanh. Cái quyển này là Beyond the Way thì hiện tại đang bán trên Amazon, chúng ta đang bán ở bên Mỹ. Ok, rất là tuyệt vời. Mình có ba cái quyển sách này. Sắp tới mình ra cái quyển sách thứ tư. 2 tháng nữa là mình ra quyển sách thứ tư bởi vì mình đã viết rồi. Ok, bạn nào mà muốn mua sách thì khắp trên mọi miền đất nước, bạn cứ inbox cho mình. Đúng rồi, một phút quảng cáo bạn Vinh. Ok, bạn cứ inbox cho mình thì sách sẽ được giao được tới nhà các bạn, rất là tuyệt vời. Các bạn hiểu chưa? Bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì nhớ chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi. Để gì chúng ta gieo, hồi nãy mình nói rồi, chúng ta phải gieo. Chúng ta gieo thì chúng ta mới gặt được, chúng ta không gieo thì chúng ta không gặt được. Ok chưa? Vậy bây giờ chúng ta lại tiếp đúng không? Vậy thì mình nói là mình hồi nãy là mình đang nói là chủ đề thứ bảy là chúng ta phải tự thưởng cho mình. Nếu mà người nào mà họ không biết thưởng cho mình thì sau này họ trách đời. Đặc biệt là chị em phụ nữ hay vướng cái này. Đàn ông vậy chứ họ dễ, họ biết tự thưởng cho họ. Các bạn thấy không, những cái đàn ông nào đó, ông làm rất là khổ cực, viết trần
thầy ơi em muốn mua sách, ok bạn viết rằng em muốn mua sách rất đơn giản, em inbox cho mình số điện thoại của em, ngày mai sẽ giao khắp mọi miền đất nước, ở đâu cũng giao tới, nhờ bưu điện giao tới thôi. Tiền bạc thì bưu điện họ giao tới rồi họ lấy tiền luôn, nên là các bạn cũng không có lo, chỉ cần cho mình số điện thoại là xong. À, rồi ok bạn viết rằng ha. Rồi tiếp tục nè. À, chúng ta phải tự thưởng cho mình, cái tự thưởng rất là quan trọng. À, nếu bạn thích đi xem phim thì bạn hãy đi xem phim. À, tự thưởng. À, không đi xem phim được đông thì đi xem phim một mình cũng được, miễn sao là gì ạ? À, được thỏa mãn nó. À, nếu bạn thích uống ly nước mía thì hãy đi tìm nước mía và uống đi, đừng có hy sinh. À, cái người nào khổ cực cũng phải ráng trả cho mình, bởi vì sao ạ? Điều đó nó mới làm cho bạn khát khao hơn. Nếu bạn muốn đi du lịch thì hãy dán dành kinh phí góp mỗi ngày một chút xíu và đi vô lịch, đừng có để lớn rồi già rồi không đi du lịch được rồi sau này trách đòi, rồi lại nói với con cháu hồi đó tao hy sinh hết cho mày, tao có được cái về đâu. Các bạn hiểu chưa? Những người không tự thưởng cho mình là họ trách đòi. Điều đó rất là tội nghiệp cho những người mà bạn giúp họ. Họ phải mang bạn một cái nợ. Rất là nhiều ba mẹ thế hệ trước của chúng ta cứ làm như con chúng ta là mang nợ vậy đó. Các bạn phải nên nhớ là chúng ta rất là may mắn cái đứa con đó nó ở trong nhà của chúng ta, và rất là may mắn nó sinh ra trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta phải cảm ơn nó chứ không phải là bắt nó cảm ơn ta, bởi vì các bạn không tự thưởng. Các bạn hiểu chưa? Và cái đứa con càng ngày nó càng ở với mình, nó hạnh phúc với mình, nó lớn lên là chúng ta phải cảm ơn nó rất là nhiều, bởi vì nó mà chúng ta mới sống được, bởi vì nó mà chúng ta mới có lòng yêu thương, bởi vì nó mà chúng ta mới được chăm sóc người khác. Các bạn hồi dung ra điều này chưa? Thế mà ngoài mà chúng ta còn lớn đó là chúng ta nói là tao nuôi mày, bởi vì những người đó họ không tự thưởng cho mình, nên họ hay trách đòi. Điều này rất là tuyệt vời. Chào bạn Bảo Khang, em mới có học lớp 6 mà em lại có tư duy rất là tuyệt vời. Rồi bước thứ tám là chúng ta hãy lên kế hoạch tặng quà. Có người ai cũng thích được tặng quà. Chào bạn Tý Nguyễn, ok điều này quá tuyệt vời thôi. Ok bạn Tý Nguyễn rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy lên kế hoạch tặng quà. Thầy ơi em mua cuốn mỗi ngày một chút thôi tại địa chỉ Nguyễn Trỗi, ok ngày mai sẽ giao cho em á. Bạn Hà Lương ơi, sách ngày mai sẽ giao cho em nhé. Ok chưa, qua đường bưu điện nó sẽ đi ra cho em vài ngày, là có mặt ở ngoài đó. Bạn hình dung như vậy này, chúng ta hãy cần có kế hoạch để tặng quà. Ai cũng thích được tặng quà, và chính các bạn cũng thích được nhận quà. Khi mà các bạn tặng quà đó là các bạn gieo cái điều tuyệt vời này đến cho mọi người. Mình thì ngày nào đợt tuần nào mình cũng tặng quà. Trong cái lớp học làm chủ doanh nghiệp của mình lúc xưa các bạn, trong cái lớp học làm chủ doanh nghiệp của mình thì lúc xưa mình không có sách nên mình không có tặng. Thì bây giờ mình có sách, tuần nào mình cũng tặng ít nhất là 20 cuốn trong cái lớp học. Và mình thấy cái điều đó rất là tuyệt vời. Khi mọi người cầm cái quyển sách trên tay và mình thấy cái điều này nó rất là tuyệt vời. Và bạn cần nên, và các bạn thấy không, rất là nhiều bạn rất là nhiều bạn ghé nhà mình chơi và mình tặng quà. Ví dụ như cách đây mấy tuần thì có hai bạn ghé nhà mình, và mình tặng cho bạn, mỗi bạn đi về mình tặng cho bạn mỗi bạn một cái món quà, và thế là các bạn rất là vui. Hoặc là vừa rồi mình đi Anh về, mình đi bên Anh Quốc về thì mình sưu tầm những cái đồng cắt một bản anh là nó bằng 30.000 đồng của mình, 30 mấy ngàn, mình nói 30.000 cho nó chẳng, một đồng bản anh bằng 30.000 đồng của mình. Ok chưa? Và nó như thế nào ạ? 30 mấy ngàn lần của mình, và khi mình đi về mình sưu tầm một cọc đồng bảng Anh luôn. Các bạn ghé nhà mình chơi thì cứ một bạn ghé nhà mình chơi thì mình như thế nào ạ? Mình lấy cái đồng bảng Anh đó và mình tặng cho bạn. Ok, mình nói là mình rất là vui tặng cho em cái đồng bảng Anh này, và em hãy lưu giữ nó, bởi đây là một cái đồng tiền nó vô cùng giá trị, một trong những đồng tiền rất là giá trị của trên thế giới này, bởi vì một của nó bằng 30.000 lần của mình, 3.000 đồng của mình, là nghĩa là 30.000 lần của mình, vô cùng kinh khủng. Và các bạn nhận cái đồng đó và các bạn rất là thích, ai cũng thích cái đồng quà này. Và cái đó là cái điều mà các bạn gieo một cái tình cảm rất là yêu thương đó cho người khác, và dĩ nhiên các bạn cũng rất là vui. Nếu mà bạn thường xuyên tặng quà như vậy thì bạn cũng sẽ được thường xuyên nhận quà, bởi vì cuộc sống, cái năng lượng bạn cho đi là năng lượng bạn sẽ được nhận lại. Nên là bạn muốn hạnh phúc mỗi ngày thì bạn phải lên những món quà đã là quà, không có phải gì là chất lượng, không, nó không có liên quan tới tiền bạc nhiều, nó liên quan tới cái ý nghĩa.
mình đã nói rồi, mỗi lần mình đi Singapore về cũng vậy, mình cũng sưu tầm rất là nhiều cái tờ 2 đô, mình rất là thích cái tờ 2 đô La Sinh bởi vì nó bằng polymer đẹp lắm. Mình cũng giữ một cọc vậy nè, và mình gặp bạn nào và mình cũng tặng cho em cái tờ 2 đô La Sinh, và cái điều này nó rất là tuyệt vời đối với em. Và tất cả các bạn nhận cái món quà đó và họ rất là quý. Bạn hình dung ra điều này nè, cho nên là chúng ta hãy chuẩn bị những món quà, gặp ai đó chúng ta hãy chuẩn bị món quà. Ví dụ mình, ví dụ đi, cái không phải thứ bảy chủ nhật tuần rồi mà thứ bảy chủ nhật tuần trước đó, thì mình đi một cái chương trình kia, và mình gặp một số bạn, và các bạn lần đầu tiên biết mình thôi, và đặc biệt là mình gặp một cái bạn làm thầy giáo dạy môn hóa cấp 3 ở trên Bình Phước đó, là bạn Giang. Và trong cái cặp mình lúc đó có cái quyển sách, và mình lấy quyển sách ra mình tặng cho bạn Giang, và rất là tuyệt vời các bạn, vô cùng tuyệt vời. Bạn Giang đọc quyển sách qua, bạn Giang thích quá, và tuần vừa rồi bạn Giang đi tham gia chương trình của mình, và bạn về, các bạn thấy bạn viết cái quyển sách mình, bạn chia sẻ lên Facebook của bạn, bạn nói cái điều này rất là tuyệt vời. Nó là ai cũng thích nhận quà, và khi mà bạn chuẩn bị những cái món quà bạn tặng cho người khác thì cái điều đó nó mang lại ý nghĩa. Hoặc là có bạn sang là bạn nữ, là bạn sang Sally á, bạn sang Sally bên số 3 Sally á, và khi mà bạn đọc cái quyển mỗi ngày một chút thôi của mình hay, và bạn nói là em muốn mua số lượng lớn để em tặng cho khách hàng của em, mình thấy rất là tuyệt vời. Và mình nghe cái từ tặng một cái là lập tức là mình bán cho bạn cái giá vốn liền, và bạn mua nguyên một thùng luôn, mình bán cho bạn cái giá vốn của mình, kêu ok em đi tặng, là điều này rất là tuyệt vời. Mình cũng góp phần đó, là mình chỉ bán cho bạn cái tiền công thôi, bạn mua nguyên một thùng 65 quyển, và bạn về bạn tặng, và bạn thấy là rất là nhiều bạn ở trên Facebook cứ comment cho bạn cảm ơn chị đã tặng cái quyển sách này cho em rất là quý, ok rất là tuyệt vời. Và mình thấy điều đó nó vui, và các bạn hãy thực hiện cái việc tặng quà này, và các bạn sẽ được hạnh phúc khi các bạn thấy người ta nhận được món quà và người ta vui. Nghĩa là chúng ta phải chủ động tạo hạnh phúc cho cuộc đời mình. Ok, các bạn thấy những gì mình chia sẻ bạn thấy có tuyệt vời không, các bạn comment xuống, và các bạn nói điều này rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy làm quen với mình, các bạn hãy kết bạn với mình, rồi các bạn chia sẻ cái live stream này về nha các bạn, để các bạn nhớ. Nếu các bạn không chia sẻ các bạn không có nhớ, các bạn chia sẻ về để các bạn nhớ, để sau này vô Facebook mình thấy rồi các bạn xem, các bạn hình dung chưa, các bạn không chia sẻ bạn không nhớ, nên các bạn hãy chia sẻ về nha các bạn. Và nhiều người họ xem live stream này thì nó điều đó rất là tuyệt vời. Ok không bạn Tùng ơi, rất là tuyệt vời. Ok, điều thứ tiếp theo đó là điều thứ 9, đó là chúng ta phải gì phải chấp nhận cái cuộc sống này. Nếu các bạn mà không chịu chấp nhận các bạn cứ trách móc cái cuộc sống này thì các bạn cũng không thể hạnh phúc được. Chúng ta hãy chấp nhận cuộc sống này. Đôi khi tại sao phải gọi là cái từ chấp nhận, hay là mà gọi là cái từ chấp nhận nó không lý, mà gọi là từ đón nhận. Chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận cái cuộc sống này, mọi thứ nó đến với cuộc đời của chúng ta một cách rất là nhẹ nhàng, chứ chúng ta đừng có phải là chịu đựng cái cuộc sống này. Nếu mà các bạn có cái tư duy chịu đựng thì nó không có ok, chấp nhận thì nó cũng hơi bị thụ động đi, mà nói là đón nhận cuộc sống này. Cái bước thứ 9 là chúng ta phải có khả năng đón nhận cuộc sống sống này. Nghĩa là ví dụ ok chưa, mình ví dụ đi, ví dụ như bạn đi ra ngoài đường và ai đó họ đang rất là tiêu cực, và họ như thế nào ship cho em 3 quyển sách, ok Long Thuận quận 9, ok bạn Lê Thị ngày mai bạn phụ trách sẽ gọi điện thoại nói chuyện với bạn Thi nha. Ok, chúng ta học cách đón nhận cuộc sống này, đón nhận chứ không phải chấp nhận. Bạn Ngọc Châu ơi, hồi nãy mình nói hơi bị lộn, ok giờ chúng ta hãy đào học cách gì đón nhận. Chào bạn Trần Hải Phụng, ok rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy học cách đón nhận cuộc sống này. Ví dụ như bạn đi ra ngoài đường đi và ai đó họ đang rất là buồn và họ trút cái nỗi buồn lên cho bạn, họ trút nỗi buồn lên cho bạn, tức là họ tâm sự, họ phá bạn, và bạn thấy là ngày mai em lấy sách kịp không thầy, không biết là bạn viết kỳ trần bạn ở đâu, nếu mà bạn ghé văn phòng thì có liền, còn ở trong Sài Gòn thì ngày mai có, còn mà ở tỉnh thì chưa biết bạn viết kỳ trần ơi, nên là bạn viết kỳ trần bạn ở đâu, bạn nào ở Sài Gòn thì ở thành phố thì là kịp á. Học cách đón nhận cuộc sống sống này, ok chưa? Ví dụ như là ngày mai mà lỡ mà quận 7 thời kịp, em cho thông tin đi là ngày mai, trong ngày mai là em nhận được liền, bạn viết kê cái đằng quận 7 thời kịp đó. Vậy thì nói như thế nào, tự nhiên hôm đó bạn ngồi và tự nhiên ai đó
cái thằng ăn trộm đó nó tới nó lấy mất cái điện thoại của bạn, bạn đi và thế là bạn ngồi cả ngày bạn trách nó, thì điều đó nó không tuyệt vời chút xíu nào và nó làm cho cuộc đời bạn nó rối ra. Và chúng ta phải chấp nhận à, khi điện thoại của chúng ta nó mất đi thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải chấp nhận à, chúng ta nhìn vào nó và chúng ta cười ok, cuối cùng thì cái điện thoại chúng ta nó cũng đã mất rồi. Ok, và chúng ta chấp nhận như nào? Ok, cảm ơn cái ông ăn trộm này, ông đã giúp cho chúng ta học một cái bài học rất là tuyệt vời là chúng ta phải cẩn thận ra. Ok chưa? Và chúng ta đón nhận nó một cách là rất là tuyệt vời. Vậy là chúng ta phải lên kế hoạch. Chúng ta như thế nào à? Chúng ta phải sống lại cái mới và chúng ta phải cẩn thận hơn. Bởi vì ăn trộm nó đã dạy cho chúng ta một cái bài học rất là thú vị. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nên là chúng ta phải học cái cách gì à? Đón nhận cuộc sống. Chứ chúng ta đừng có trách móc và chúng ta rên rỉ. Có một bạn kia, bạn hôm đó bạn đi ra đường và bạn bị công an giao thông thổi tít một cái và bạn bị phạt đâu khoảng 200.000. Trời ơi, bạn về bạn như thế nào à? Bạn về bạn lên Facebook ok chưa? Chào bạn Võ Quốc Tuấn, ok, vượt biển lớn, ok, bạn Tuấn ơi, sẽ gửi cho bạn trong ngày mai. Bạn Tuấn tranh thủ đi học cái lớp bùng nổ doanh số nha. Bạn Tuấn ơi, lâu quá bạn cũng nên học để gì à? Để có được cái năng lượng nó rất là tuyệt vời. Thì bạn cứ tránh mắt, bạn rên rỉ và thậm chí bạn lê lên Facebook, bạn bung lên, bạn kể cái câu chuyện các bạn đó. Nó làm cho bạn cả một ngày đó bạn không có chất lượng. Và sau đó bạn gặp mình thì mình nói hãy đón nhận nó, hãy bỏ qua và xem đó là một bài học. Và tự nhiên bạn nhẹ nhàng và bạn vui. Các bạn thấy cứ mất 100.000 mà cả một ngày đó bạn bực mình, rồi bạn lên Facebook mất công viết ra một cái dòng rất là dài, rồi ok, là cuộc sống chúng ta không chất lượng. Mà chúng ta cần phải biết đón nhận và cảm nghiệm nó một cách rất là tuyệt vời. Các bạn hình dung ra phải cảm nghiệm nó trên những cái bài học của mình, cảm nghiệm trên cái hành trình cuộc sống của mình, tại sao nó xảy ra như vậy của mình, để lần sau mình sẽ chạy cẩn thận hơn, mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu mà gặp anh công an thì mình cũng biết cười tươi với ảnh hơn, mình biết nói chuyện rất là tuyệt vời. Có nhiều bạn cũng bị thổi lại nhưng mà tại sao họ không phạt, họ cho đi, vì họ biết cách nói chuyện tuyệt vời hơn. Vì nghĩa là chúng ta cần phải luyện cái kỹ năng của chúng ta. Bạn hình dung chưa? Bây giờ mình đi nhanh một chút xíu. Vâng, và bước thứ 10 là luôn biết vui đùa, vui chơi, tiêu lầm, hài hước. Điều thứ 10 để chúng ta hạnh phúc trong cuộc sống này là chúng ta phải biết luôn vui đùa, vui chơi. Tại sao trẻ nhỏ nó rất là hạnh phúc? Và trẻ nhỏ, cái điều may mắn nó luôn đến những đứa trẻ nhỏ nó rất là dễ. Còn người lớn chúng ta rất là phức tạp. Bởi vì trẻ nhỏ nó phát ra năng lượng rất là hạnh phúc. Năng lượng của trẻ nhỏ là năng lượng rất là tuyệt vời. Và bạn thấy không, trong gia đình nào mà có trẻ nhỏ thì gia đình đó luôn nhẹ nhàng hơn. Cha mẹ mà đang cãi lộn, có đứa nhỏ nó xen vào thì cha mẹ ít cãi lộn, bởi vì năng lượng của đứa nhỏ nó rất là tuyệt vời. Bởi vì trẻ nhỏ là năng lượng của nó rất là ngây thơ và nó đang phát ra, trẻ nhỏ nó phát ra năng lượng phước đó các bạn. Và trẻ nhỏ, cái năng lượng của trẻ nhỏ là năng lượng phước đó, bởi vì nó rất là trong trắng, nó ngây thơ, ai nó nhìn nó không có phán xét, nó cũng chả có tiêu cực. Các bạn thấy nụ cười của trẻ con, các bạn thấy nó vô cùng hiền lành, vô cùng trong trắng, rất là tuyệt vời. Và nếu mà bạn trở lên như trẻ nhỏ là bạn đang rất là tuyệt vời. Bạn đang phát ra một cái nguồn năng lượng phước vô cùng tuyệt vời. Tại sao có trẻ nhỏ gia đình được gắn bó hơn? Bởi vì trẻ nhỏ nó phát ra nguồn năng lượng phước. Nó cười, cái nụ cười rất là tươi, nó rất là trong trắng. Còn chúng ta cười mà chúng ta cười mỉa mai, cười khinh bỉ. Cười một cách là cười, cười nhạo đời, cười như vậy không phải. Chúng ta cười nhẹ nhàng, cười rất là hạnh phúc, cười rất là yêu thương, cười rất là thoải mái. Trẻ nhỏ nó cười một cách rất là vô tư. Nó cười là đúng nghĩa nó cười. Chứ không phải nó cười là bởi vì ai tác động nó mơ cười. Trẻ nhỏ là năng lượng vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta hãy học cách, hãy quan sát những đứa nhỏ. Các bạn sẽ thấy chúng ta cuộc sống chúng ta rất là nhẹ nhàng và rất là tuyệt vời. Nó là mình luôn cảm ơn những đứa nhỏ. Mình nhìn những nụ cười của trẻ nhỏ, mình thấy nó vô cùng tuyệt vời. Bạn bắt đầu từ ngày mai đi, bạn quan sát nụ cười của những đứa bé đi, bạn thấy nó vô cùng tuyệt vời. Cái nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc đó, cái nụ cười đó là nụ cười mà tràn đầy ý nghĩa trong cuộc sống này. Và chúng ta hãy như thế nào chúng ta hãy học cái cách nó như vậy, luyện nó như vậy để cuộc đời của chúng ta nó ý nghĩa hơn. Bạn nên nhớ vậy. Và bây giờ vừa rồi 10 điều và mình luôn nói với các bạn rằng hạnh phúc đó là sự cảm nhận. Chúng ta được quyền hạnh phúc.
và chúng ta cảm nhận cái điều đó và chúng ta lại không cho phép chúng ta hạnh phúc. Bạn nhận ra điều này này chưa? À, người nào cười với chúng ta cảm nhận điều đó tốt, tự nhiên chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc nó không kéo dài, hạnh phúc nó rất là dễ mất. Đó là lý do mà nhiều người họ cứ đi tìm kiếm hạnh phúc. Nó họ tự hạnh phúc nó ở đâu á? Hạnh phúc nó ở trong chính mọi người. Chúng ta cảm nhận điều đó hạnh phúc là tự nhiên ta hạnh phúc. Chúng ta cảm nhận điều đó không hạnh phúc là tự nhiên nó không hạnh phúc. Nó là hạnh phúc nó rất là dễ có mà nó cũng rất là dễ mất. Và chúng ta đừng có đi tìm kiếm hạnh phúc ở đâu á, nó ở ngay trong chính con người của chúng ta này. À, mỗi hành vi trong cuộc sống này, mỗi cái điều trong cuộc sống này đó là hạnh phúc. Tối nay mình được chia sẻ với các bạn và thấy rất là nhiều bạn đang xem chương trình mình, đó là sự hạnh phúc. Nếu mà tối nay bạn ngồi bạn xem chương trình này và bạn thấy điều này rất là tuyệt vời thì đó chính là hạnh phúc. Và khi bên trong bạn nó được hạnh phúc, nó được tràn đầy thì như thế nào ạ? Thì như thế nào các bạn ơi? Cái sự thành công của bạn nó rất là dễ dàng. Nó dễ dàng vô cùng. À, bởi vì ai cũng muốn chơi với những con người hạnh phúc. Ai cũng ngưỡng mộ những con người hạnh phúc. Ai cũng muốn làm bạn với những con người hạnh phúc. Ai cũng muốn yêu quý, yêu thương và kết nối với những người hạnh phúc cả. Nếu chúng ta biết tạo hạnh phúc cho mình, điều đó đồng nghĩa chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ rất là dễ dàng mang lại hạnh phúc cho rất là nhiều người. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rất nhiều người họ đang cần hạnh phúc. Thế giới này đang thiếu hạnh phúc. Cái họ thiếu kinh khủng. Họ thiếu hạnh phúc chứ không phải họ thiếu tiền. Mà nói với các bạn đi. Bởi vì họ không hạnh phúc nên họ không có tiền. Bạn có nhận ra điều này chưa? Thế giới này thiếu hạnh phúc kinh khủng. Họ ngồi trên một đống tiền họ vẫn không hạnh phúc. Họ ngồi trên một chiếc xe rất là tuyệt vời họ cũng không hạnh phúc. Họ ở trong một cái căn nhà mà có tất cả mọi thứ trên đời này họ vẫn không hạnh phúc. Thế giới này đang thiếu hạnh phúc. Thế giới này đang không thiếu tiền. Và bạn hãy biết cách mang hạnh phúc cho người khác thì bạn sẽ thành công. Bạn hình dung ra điều này chưa? Và đây là cái điều mình muốn chia sẻ bạn qua cái live stream này. Mình biết cái nguồn năng lượng, cái kho tàng hạnh phúc nó đang ở trong con người bạn và nó vô cùng nhiều, mình nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên bạn lại giấu nó lại, bạn đang khóa một cái cổng rất là lớn. Và ngoài đó bạn cho những cái thằng gì à, những cái thằng phán xét, những cái thằng tiêu cực, những cái thằng nóng tính, những cái thằng nóng nảy nó canh cái kho tàng đó. Và chính bạn cũng không vào được cái kho tàng của mình luôn. Bạn hình chưa? Bạn cho toàn là những người đó nó canh cái cửa đó không à. Mà cái kho tàng đó là của bạn. Bạn hãy quăng những cái thằng đó qua một bên, bạn sa thải nó đi. Bạn đừng trả lương cho nó nữa, bạn đừng có nuôi dưỡng nó nữa. Thì tự động nó đứng lên hết. Và bạn cũng không cần chìa khóa, bạn cũng không cần cái gì. Bạn chạm được cái kho tàng hạnh phúc của bạn, nó rất là dễ dàng. Và bạn hãy mang kho tàng hạnh phúc đó, bạn đi cho nhiều người. Hãy cho nhiều người, bạn mang nó, bạn đi cho nhiều người. Bởi vì thế giới nó đang thiếu hạnh phúc. Mọi người đang thiếu hạnh phúc. Họ đang rất là cần bạn. Và thế là bạn rất là thành công. Bạn rất là dễ thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem live stream này. Cái live stream tiếp theo các bạn có muốn mình chia sẻ cái live stream tiếp theo mà. Cái live stream tiếp theo tối thứ hai. Ok chưa? Tối thứ hai mình sẽ có cái live stream tiếp theo. Các bạn ghi cái live stream tiếp theo vào tối thứ hai. Các bạn ghi vào để các bạn nhớ. 21 giờ tối thứ hai tuần sau. Ghi vào, ghi lên comment này để cho các bạn nhớ. 21 giờ tối thứ hai tuần sau, cái live stream tiếp theo đó là 10 cách suy nghĩ thích hợp. 10 gì? 10 nơi để các bạn có được cái suy nghĩ tuyệt vời. À, mình chỉ cho bạn 10 nơi mà làm cho cái bộ óc của bạn nó có cái suy nghĩ tuyệt vời. Bạn ghi vô, ok chưa? Bạn ghi vô 10 nơi 21 giờ 30 tối thứ hai, 21 giờ 30 nha các bạn. 21 giờ 30 tối thứ hai mình sẽ chia sẻ chủ đề 10 nơi nó sẽ giúp cho bạn có cái suy nghĩ tuyệt vời. Nếu bạn hiện tại bạn không có suy nghĩ tuyệt vời thì 10 nơi đó nó sẽ cho các bạn có suy nghĩ tuyệt vời. 21 giờ 30 các bạn, 21 giờ 30 cách thứ hai, 10 nơi giúp cho bạn có suy nghĩ tuyệt vời. Ví dụ như là trên bãi biển,
khi mà chúng ta ngồi một mình trên bãi biển và chúng ta ngắm bãi biển thì nó sẽ giúp cho chúng ta có suy nghĩ tuyệt vời. Tại sao vậy? Bởi vì bãi biển là nơi có nguồn năng lượng cực lớn, và bữa hôm sau mình sẽ chia sẻ cho bạn cái điều này. Ok chưa? Và trước khi kết thúc chương trình này thì mình có một phút quảng cáo. Ok chưa? Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình có một phút quảng cáo. Ok chưa? Bạn nào lần đầu tiên biết mình, ok chưa? Thì sao à? Ok chưa? Bạn hãy gì à? Hãy tranh thủ và mua cho mình những cái quyển tập này. Đây là những cái quyển sách của mình. Ok chưa? Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là Bì Giang Đầu Quay. Và các bạn cứ inbox cho mình thì trên khắp mọi miền đất nước các bạn đều nhận được. Và ngày mai thì mình có cái lớp 2 ngày cuối tuần về cái lớp series dành cho những bạn làm chủ doanh nghiệp. Và bữa tối thứ ba, bữa tối thứ hai 21:30 tối thứ hai tuần tới, mình sẽ có cái chương trình live stream làm sao để chúng ta có cái suy nghĩ tuyệt vời, làm sao để chúng ta có suy nghĩ tuyệt vời, và 10 cái nơi để giúp cho các bạn có suy nghĩ tuyệt vời. Các bạn nhớ nhé. Bye bye các bạn. Chúc bạn buổi tối thứ sáu ngủ rất là ngon. Bạn nhớ, có giấc ngủ tràn đầy thì ngày mai chúng ta sẽ hạnh phúc. Và sáng dậy, thức dậy cái ngày, cái giây phút nào đi các bạn thức dậy, các bạn chạm vào trong cuộc sống này á, các bạn thấy mà chúng ta có một ngày hạnh phúc. Bởi vì cái giây phút đầu tiên trong cuộc đời này của một ngày thức dậy, nó sẽ gì à? Nó sẽ quy định, nó sẽ là đại diện cho cả một ngày đó của bạn, nó có chất lượng hay không. Bye bye các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngủ thật ngon. Bye bye các bạn.